Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 751, để ta giúp ngươi. Tráng tráng gật đầu, nghe người phân tích như vậy, ta yên tâm rồi. Khưởng lại một lát, nàng ta lại lo lắng nói, nhưng chỗ Mai Phi, ngươi cảm thấy nàng ta thật sự có thể làm được. Cho nàng ta chút lòng tin, nàng ta có thể, thương mai mỉm cười nói. Nhưng nàng ta luôn yếu đuối như vậy, tráng tráng nhìn thương mai, chúng ta thật sự không cần giúp nàng ta. Thương Mai nghiêm túc nói, không cần, tráng tráng, ngươi tuyệt đối không thể chen tay vào, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không được thường xuyên vào cung, số lần chúng ta vào cung thường xuyên thì sẽ khiến Hoàng thượng hoài nghi. Tráng tráng không nhịn được tò mò hỏi, tại sao ngươi bỗng nhiên lại tin tưởng Mai Phi như vậy? Ngươi luôn cảm thấy nàng ta là người khả nghi, dù không phải nàng ta hại ngươi, thì nhiệm vụ cứu tôn phương nhi và lật đổ nghi phi nặng nề như vậy, ngươi để một mình nàng ta hoàn thành, người yên tâm ta cũng thật sự không yên tâm ta cũng không phải để một mình nàng ta đi làm ta đã bố trí xong hết rồi người yên tâm đi mai phi không vô dụng như người tưởng tượng nàng ta trước đây chỉ yếu đuối nhưng trải qua lần này nàng ta biết rất rõ ràng nếu nghi quý phi không chết thì đời này của nàng ta đều sẽ bị nghi quý phi đè ép tam hoàng tử là người sau này phải làm việc lớn mai phi là mẫu phi của hắn không thể lại yếu đuối như vậy nữa thương mai vươn tay sờ sợi dây sẹo họ không thể vào cung, nhưng có một người có thể, hơn nữa đến bây giờ hoàng thượng vẫn chưa tính là cảnh giác hắn, chính là Lương Vương. Tráng tráng nhìn cô, biết đây là động tác nhỏ lúc cô tìm kiếm cảm giác an toàn, cũng là động tác nhỏ trước khi xuất kích. Là không có cảm giác an toàn, hay là muốn xuất kích rồi. Ngày hôm sau, Thương Mai bèn lấy lý do thay mẫu thân thăm hỏi liên đại học sĩ, rời khỏi kinh thành. Đương nhiên, cô không rời khỏi kinh thành, mà là ở trong Tây Uyển hoàng đế biết cô vào ở Tây Uyển, vì Tây Uyển có tai mắt của hoàng đế. Nhưng mộ dung khanh và thương mai cũng không sợ hắn biết, chỉ là để bách tính trong kinh biết, cô đã rời khỏi kinh thành. Ngày thứ hai sau khi thương mai rời khỏi kinh thành, lời đồn bắt đầu lan rộng, chỉ trong ngắn ngủi hai ba ngày, đã dâng lên thành điểm nóng kinh thành. Audio điện tử võ tấn bền Nhiếp chính vương phi cứu người cứu nạn đó lại là hồ ly tinh. Nghe nói, hoàng thượng còn đặc biệt truyền một vị cao tăng vào cung, chính là muốn chu sát hồ ly tinh. Mà vương phi hồ ly tinh biết cao tăng sắp vào cung thì bỏ trốn ngay trong đêm, bây giờ không rõ tung tích. Lời đồn sinh sôi mấy ngày, tới cuối cùng, phát triển thành muốn triều đình chu sát hồ ly tinh. Triều đình không còn cách nào, trình tấu thư lên hoàng thượng, nói đã mời cao tăng, nếu chứng thực nhiếp chính vương phi là hồ ly tinh thì nhất định phải ra tay tiêu diệt. Bách tính rất mau quên, Họ đã quên mất thương Mai từng khống chế sự lây lan của trận bệnh cương thi, từng cứu tính mạng của vô số người. Bây giờ, họ miệng đầy phê phán, đều là những tội danh không chứng cứ. Ví như, Nhiếp chính vương phi thích ăn tim người, một ngày phải ăn một trái tim của người sống. Ví như, Nhiếp chính vương phi thích dùng máu người làm son phấn, son phấn làm từ máu người cực kỳ tinh tế, có thể khiến người ta nhìn rất có tinh thần. Ví như, Nhiếp chính vương phi thích lột da người, lột ra người làm trống, nhiếp chính vương phủ mỗi ngày đều đánh trống, những chiếc trống đó chính là làm từ da người. Thương mai ở trong Tây Uyển, ăn ngon, ngủ yên, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đồn vô căn cứ, tuy nhiên, nhiếp chính vương mộ dung khanh thì không may mắn như vậy. Vương phủ bị bạo dân công kích mấy lần, ngày nào cũng có người ném đá vào tường vây vương phủ, cũng có người muốn phóng hỏa. Kiểu bạo động toàn dân nhắm vào mộ dung khanh này, triều đình cũng phái người ngăn cản, nhưng rốt cuộc đối phương chỉ là bách tính hoàng thượng nói chỉ có thể khuyên đi chứ không thể dùng vũ lực những bạo dân này đương nhiên có những người thật sự chỉ là bách tính nhưng cổ động những phần tử này thì chính là có ý đồ khác mộ dung khanh mới từ bắc mạc quay về chỉ hơn một tháng đã từ một vương ra công thần biến thành con chuột qua đường người người đánh mắng để tránh cho hắn bị tổn thương hoàng đế đặc biệt cho phép hắn không cần vào cung nghị chính thế là mộ dung khanh liền như bị giam lỏng trong vương phủ không thể đi tới đâu được sau đó không biết ai truyền ra tin tức nói hoài nghi vương phi hồ ly tinh đang nấp ở tây uyển một đám bạo dân liền dẫn người đến bên tây uyên gây chuyện chỉ là tây uyển lại không dễ đối phó như vương phủ dù sao cũng có ngoại binh người hoàng đế phái tới không ra tay mấy ngàn người tần châu dẫn tới bao vây tây uyển không một kẽ hở kêu hồ ly tinh đó ra đây chịu chết bạo dân cầm đầu dơ gậy lửa cao giọng hét hắn vừa hét lên bạo dân liền theo đó hô hào a cảnh dẫn người canh chừng tất cả mọi người đều sẵn sàng chờ đợi lại không nói tiếng nào tên bạo dân cầm đầu thấy họ không tránh ra bèn tức giận nói đám chó bắc mạc các ngươi bao che hồ ly tinh ý đồ xấu với đại chu ta biết điều thì giao hồ ly tinh đó ra ngay lập tức nếu không thì sẽ biến các ngươi thành heo quay lời nói sỉ nhục không khiến a cảnh tức giận hai tay a cảnh khoanh trước ngực sắc mặt nhàn nhã người toàn bộ đều mặc áo giáp, xem những bạo dân này có thể công kích thế nào. Giao hồ ly tinh ra đây. Giao hồ ly tinh ra đây. Tiếng kêu gào liên tục, truyền vào trong Tây Uyển. Thương Mai và Tần Châu đang đánh cờ trong sân, đang chém giết say xưa, như không hề chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Người chắc chắn muốn đi bước này. Thương Mai nhấn mày, tay cầm viên cờ màu trắng. Tần Châu ngẫm nghĩ, mặt bất đắc dĩ nói ta thua rồi. Ta thắng rồi. Thương Mai đặt viên cờ trắng trong tay xuống, cờ đen của Tần Châu liền không còn đường đi nữa. Thương Mai chậm rãi thu dọn bàn cờ, cười nói nhưng mà, ta biết người cố ý nhường ta. Không có, Tần Châu lắc đầu, đánh cờ và đánh trận ta đều sẽ không khiêm nhường. Hôm qua người giết ta thua toàn bàn, sao hôm nay lại bị ta thắng liền ba ván chứ? Rõ ràng là nhường ta. Tần Châu nghe giọng nói bên ngoài, cười khổ lắc đầu, giọng những người đó thật cao quấy nhiễu suy nghĩ của ta. Thương Mai nhìn nàng ta, biết nàng ta lo cho mình, khẽ nói, đừng căng thẳng, người bên ngoài nói gì, không ảnh hưởng được ta. Nhưng mà, lại vì những chuyện này mà liên lụy ngươi có nhà mà không thể về. Thương Mai cười, ta quay về phủ cũng vô ích, lão thất căn bản không ở vương phủ. Hử, Tần Châu sững sờ, hắn không phải đang bị giam lỏng trong vương phủ sao? Thương Mai lắc lắc đầu, không phải, những bạo dân đó thực ra có một phần là do tự hắn tìm tới, cũng có một phần là do hoàng thượng tìm tới, chỉ là mọi người đều không biết thân phận của đối phương mà thôi. Hoàng thượng muốn giam lỏng hắn, hắn cũng muốn tạo hiện tượng giả không cách nào ra khỏi vương phủ. Tần Châu cười, ta cứ cảm thấy, người gả cho người đàn ông này thông minh tuyệt đỉnh. Thương mai chống cầm cũng được. Xem ngươi kia, Tần Châu nhìn cô, có chút cảm xúc gật đầu, người hạnh phúc thì tốt, thật sự rất tốt thương mai cũng thành thật nói cảm ơn tần châu cười cười rời mắt đi thương mai ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi thương mai nhìn nàng ta ngươi hỏi đi tần châu hỏi ở trong lòng ngươi ngươi có chút hoài nghi nào đối với ta không hoặc là ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng ta không thương mai ngây người sao ngươi lại hỏi vậy chúng ta đều là người trải qua sống chết ta còn có thể hoài nghi gì ngươi tần châu bỗng kéo tay cô nghiêm túc nói đã vậy thì nói kế hoạch của ngươi ra, ta có thể giúp ngươi." Thương Mai lắc đầu, lần này thật sự không cần, ta và lão thất đều sắp xếp xong rồi. Chương 752, thêm một phần thắng lợi. Tần Châu cười khổ, sống như ta giống như phế vật, không giúp được gì. Thương Mai không nghĩ tới nàng ta sẽ nghĩ vậy, không nhịn được giữ chặt tay nàng ta, nghiêm túc nói, "Không, Tần Châu, lần này chỉ là lật đổ một hai con chó con mèo nho nhỏ, không cần ngươi ra tay, nếu có cần ta sao lại bỏ qua vị danh tướng như ngươi mà không dùng. Tần Châu nhìn tay cô, trắng nón, xúc cảm hoàn toàn không giống với sự thô kệch của nàng ta, mềm mại, ấm áp. Trong lòng bất giác nóng lên, nàng ta nhanh chóng rút tay mình về, mất tự nhiên nói, được, vậy ta đợi lúc ngươi đả hổ rồi lại ra tay tương trợ. Thương Mai nhìn sắc mặt nàng ta, nhớ tới những lời Tô Thanh và Lão Thất nói, cũng có chút không tự nhiên. Mặc dù luôn cảm thấy đám người Lão Thất nghĩ nhiều, nhưng trải qua sự trung đụng mấy hôm nay cô cảm thấy tần châu dường như thật sự có chút ý tứ đó với mình cô muốn có được tình bạn mà không phải tình đồng giới đúng rồi không biết khang bình đế bây giờ thế nào rồi thương mai chuyển đề tài cô biết tần châu luôn để ý tin tức bắc mạc trước khi tới bắc mạc nàng ta đã sắp xếp người xong hết rồi tần châu thở phào một hơi tất cả tạm thời trong tầm khống chế sở kính không có động tính gì đặc biệt Tần Châu cười cười, ông ta bây giờ đang bị người khác khống chế, gây ra được chuyện gì chứ? Vậy thì tốt, Thương Mai gật đầu. Nghi Lan cung, Nhi Quý phi nghe xong lời của Hoàng hậu thì có chút kinh ngạc, người nói Chiêu Quý phi mang thai rồi. Đúng vậy, Hồ Hoan Linh chua xót nói, không nghĩ tới, ngay cả nàng ta cũng có phúc khí hơn bản cung. Vốn cho rằng sức khỏe Tôn Phương Nhi không tốt, sắc mặt nàng ta luôn tái nhợt, đoán chắc nàng ta không thể có thai. Hoàng thượng cũng sủng hạnh nàng ta ở Hi Vi cung lâu rồi, luôn không truyền ra tin tức tốt. Không nghĩ tới, mặc dù nghi quý phi không đến mức lo lắng như Hồ Hoan Linh, nhưng cũng cảm nhận được chút uy hiếp. Dù nàng ta không hoàn toàn biết rõ dụng ý thật sự của hoàng thượng khi giữ lại Tôn Phương Nhi, nhưng hẳn là có liên quan tới bệnh tình của hắn. Nếu bệnh của hoàng thượng cứ phải dựa vào Tôn Phương Nhi, vậy vinh sủng của nàng ta sẽ không ít, nếu nàng ta sinh ra hoàng tử, lại lấy việc trị bệnh để dụ dỗ Khiến hoàng thượng sắc phong con trai của nàng ta làm thái tử cũng rất có khả năng. Nàng ta lập mưu lâu như vậy, không thể để người ta được lợi chiếm đi vị trí thái tử. Trước mắt, thái tử phế vật vô dụng, lương vương vô tâm, tam hoàng tử của Mai phi thông minh cơ trí, nhưng rốt cuộc Mai phi không có năng lực bao lớn, nhất định không phải đối thủ của nàng ta. Tứ hoàng tử thì không cần nói, đầu óc không thanh tỉnh, ngũ hoàng tử của lương phi từ nhỏ nhiều bệnh, cũng khó đảm đương nhiệm vụ lớn hơn nữa lòng dạ lương phi hẹp hòi, tầm nhìn nông cạn, muốn xử nàng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nói cách khác, nếu tôn phương nhi sinh hạ hoàng tử, thì sẽ là uy hiếp lớn nhất với nàng ta. Hồ Hoan Linh cũng không vòng vo, nói thẳng, quý phi, bản cung vào cung lâu như vậy, xem như khá thân thiết với ngươi, bản cung cũng không ngại nói rõ ràng, bây giờ tôn phương nhi có thai, khiến bản cung ăn ngủ bất an. Nếu quý phi có thể giúp bản cung trừ khử mối đại họa này, bản cung nhất định khắc ghi trong lòng nghi quý phi cười nói nương nương sủng ái thần thiếp cảm thấy vô cùng vinh hạnh chỉ là chiêu quý phi được hoàng thượng vô cùng sủng ái muốn khiến hoàng hậu không còn yêu phiền sợ là không dễ dàng bản cung biết không dễ cho nên mới tìm tới quý phi hồ hoan linh kéo cánh tay nàng ta thiết tha nói quý phi yên tâm chỉ cần việc này ổn thỏa đương nhiên sẽ không thiếu chỗ tốt cho quý phi nói chuyện cùng nghi quý phi có một chỗ tốt đó chính là nàng ta không cần vòng vo cho nên nghi quý phi nghe thấy những lời này cũng chỉ cười cười nắm ngược lại tay của hồ hoan linh sau đó viết vài chữ lên lòng bàn tay nàng ta hồ hoan linh sướng sờ một chút trong lòng cực kỳ tức giận khẩu vị thật lớn nàng ta nhịn xuống không vui quý phi trước đây cũng đạt được không ít chỗ tốt của bản cung nghi quý phi không đợi nàng ta nói xong đã buông tay nàng ta ra nhàn nhạt nói đúng vậy vậy thì xem như thần thiếp chưa viết gì hoàng hậu yên tâm thần thiếp sẽ tận sức làm tận sức làm, lại không chắc có thể thỏa đáng. Hồ Hoan Linh cắn răng, giơ một tay lên, thế nào? Nhi Quý Phi cười tươi giói, Hoàng hậu nương nượng đừng keo kiệt chút tiền, đối với Hồ Gia mà nói, chút bạc này tính là gì? Nàng ta kéo tay Hồ Hoan Linh, lại tách hai ngón tay ra, bảy vạn lượng mua an giấc vô ưu của Hoàng hậu, thần thiếp cho rằng, xứng đáng. Hồ Hoan Linh thấy nàng ta giảm ba vạn, liền nghĩ vẫn có thể thương lượng, bèn nói, sáu vạn lượng, thế nào? Nhi Quý Phi cười ha hả, cười xong, mới đè thấp giọng nói, Hoàng hậu lúc nào lại trở nên keo kiệt như vậy. Chuyện này phải chịu mạo hiểm bao lớn Hoàng hậu không biết sao. Chỉ cần một chút không cẩn thận, thần thiếp liền chết không chỗ chôn thân. Hồ Hoan Linh tính toán một chút, nàng ta bây giờ trên tay chỉ còn 5 vạn lược, mượn phụ thân, mẫu thân một ít, hẳn có thể tập hợp đủ 7 vạn lược, chỉ là, bây giờ đã vào thu, mỗi mục đều cần sắp xếp, bên Hoàng Thái Hậu cũng không thể thiếu bạc, còn nữa, Hoàng thượng trước đây từng nhắc. Quý phi, bản cung chỉ có thể lấy ra 5 vạn lượng. Nàng ta thực sự không còn cách nào lấy ra thêm nhiều bạc như vậy. Nghi quý phi mỉm cười, không vội, dù sao tôn phương nhi vừa có thai, cách thời gian sinh cũng còn lâu, hoàng hậu nương nương đi gom đi. Nàng ta cũng biết hồ hạnh nhi bây giờ đã cắt đứt đường tài của nàng ta, cho nên, đây hẳn là lần cuối nàng ta lấy bạc từ trong tay hồ hoan linh, 7 vạn lượng, hồ hoan linh lấy ra được. Nhưng mà, lấy bảy vạn lượng này, Hồ Hoan Linh liền không còn dư nữa. Đến lúc đó, Hồ Hoan Linh thất sủng, bên Hoàng Thái Hậu cũng không vừa mắt nàng ta, hậu vị này, chỉ là hư danh. Liền không tạo thành uy hiếp gì với nàng ta nữa. Kế hoạch nhất tiến xong điều này, sao nàng ta có thể bỏ qua? Ban đầu nàng ta không định đòi 10 vạn lượng, nhưng nàng ta biết Hồ Hoan Linh bây giờ không thể so với ngày xưa, đoán rằng nàng ta sẽ trả giá, cho nên liền ra giá cao một chút. Hồ Hoan Linh hận đến ngứa răng, không nghĩ tới nghi quý phi này thật sự không nhường nửa bước. Nhưng mà, Tôn Phương Nhi là cần phải giải quyết. Im lặng thật lâu, nàng ta ngẩng đầu nhìn nghi quý phi, được, bản cung đồng ý với ngươi, bảy vạn lượng, trả ngươi ba vạn lượng trước, sau khi chuyện thành, lại giao phần còn lại. Nghi quý phi đứng dậy, cười không người, cần tuân phân phó của Hoàng hậu nương nương. Tiễn Hồ Hoan Linh đi, nghi quý phi vươn tay vuốt tóc mai, truyền thanh phù vào, chiêu quý phi có phải mỗi tháng đều muốn xuất cung một lần không? Dạ phải, quý phi, thanh phù nói. Ừ, người tính một chút, tháng trước nàng ta xuất cung lúc nào, cách lần xuất cung này còn bao nhiêu ngày? Thanh phù đáp, nương nương, chuyện này quá mạo hiểm, mỗi lần nàng ta xuất cung, hoàng thượng đều phái người hộ tống dọc đường, muốn giết nàng ta trên đường, khó. Ai nói muốn giết nàng ta? Nghi quý phi từ tốn ngồi xuống, nhìn gió nhẹ thổi lay ngọn cây trong sân để lại nàng ta nắm chắc trong tay có lẽ sau này hoàng thượng sẽ nàng ta không nói tiếp nhưng sắc mặt thoải mái tất cả đều nắm chắc tôn phương nhi trị bệnh cho hoàng thượng sau khi tôn phương nhi vào ở hy vi cung hoàng thượng ngày càng tốt lên cho nên dường như nàng ta có thể khẳng định tôn phương nhi có tác dụng với hoàng thượng có lẽ có thể dùng tôn phương nhi để đổi lấy vị trí thái tử đương nhiên nàng ta không chắc chắn nhưng trong tay nắm thêm một quân cờ thì sẽ thêm một phần thắng, cơ hội tốt như vậy, nàng ta đương nhiên không thể bỏ lỡ. chương 753, Lục soát Tất cả những gì nghi quý phi suy nghĩ chính là những điều thương mai tính toán. Thương Mai đã từng nghiên cứu con người Nghi Quý Phi, nàng ta là người dùng hết tâm tư, hơn nữa sở trường tận dụng đủ loại sơ hở, cũng giỏi dùng thủ đoạn, nếu không, với một hậu phi, nàng ta sao có thể thuận lợi ở ba phía Đại Lương, Bắc Mạc, Tiên Bi, Nghi Quý phi chính là một con phượng hoàng, không có lợi thì sẽ không làm, có lợi tuyệt đối không bỏ lỡ. Tôn Phương Nhi là sinh mệnh của hoàng thượng, nàng ta nắm chắc Tôn Phương Nhi, nếu lại có thể nắm được ngoại cục thì căn bản có thể chắc chắn vị trí thái tử là của thất hoàng tử rồi. Cho nên, lúc Tần Châu nói muốn giúp, cô không cần, có người bản lĩnh như Nghi Quý phi ở đây, còn cần trợ thủ gì chứ? Cô hoàn toàn tin tưởng năng lực của Nghi Quý phi. Chỉ là, không chen tay vào chuyện trong cung. Một khi Tôn Phương Nhi rời cung, vậy tình hình sẽ không vậy nữa. Tin rằng lão thất mấy ngày nay cũng đã sắp xếp xong rồi. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu gió đông thôi. Mỗi tháng Tôn Phương Nhi đều muốn xuất cung một lần, cô biết, đây là cơ hội tốt để nghi quý phi ra tay. Trong Hi Vi cung, vì lần trước Tôn Phương Nhi ngất xỉu, hoàng đế càng thêm xem trọng nàng ta, nàng ta ra vào đều phái người đi theo, cũng miễn cho nàng ta sáng sớm đến cung hoàng thái hậu Thỉnh An. Hành động này chọc Hoàng Thái Hậu không vui, lúc Phi Tần trong cung đến Thịnh An, bèn ở trước mặt Hoàng Hậu và Phi Tần, tức giận mắng Tôn Phương Nhi ỉ sủng mà kêu, còn chỉ trích Hoàng Hậu quản lý hậu cung bất lực, không thể khiến Hoàng Thượng mưa móc ban đều. Trách mắng xong, bèn kêu Hoàng Hậu đến Hy Vi Cung một chuyến, lấy lý do thăm bệnh để trách tội nàng ta. Hồ Hoan Linh luôn muốn đi gặp Tôn Phương Nhi, nhưng trước đây Tôn Phương Nhi luôn không tới Thịnh An nàng ta, nàng ta cũng không thể hạ mình đi tìm gặp. Nhưng mà, bây giờ không thể so với trước đây, bây giờ Nghi Quý phi muốn động vào nàng ta, mình tuyệt đối không thể đưa tới hỏng súng, nếu không sau này điều tra, sợ rằng mình sẽ gặp phiền phức. Thấy Lương phi ở đây, nàng ta bèn phân phó Mai phi, kêu Mai phi đi thăm Tôn Phương Nhi. Ít nhất, sau này nếu xảy ra chuyện gì, truy cứu cũng có người làm chứng, nàng ta không đi Hi Vi cung. Mai phi do dự một lát, nói, nhưng mà, Hoàng thái hậu kêu nương nương đi thần thiếp đi có phải không tốt lắm không? Bản cung cũng muốn tự mình đi, chỉ là hôm qua cảm lạnh, bây giờ cảm thấy hơi đau đầu, phiền Mai Phi đi một chuyến đi. Hồ Hoan Linh nói xong, cũng không đợi Mai Phi đồng ý đã trực tiếp bỏ đi. Mai Phi mặt không tình nguyện, thì thầm ai, đáng đời cái số bị người ta sai bảo. Lương Phi nghe vậy, cười nói, Hoàng hậu sợ là không muốn gặp Hồ Ly Tinh đó, thực ra ai muốn gặp nàng ta chứ? Mai Phi tỉ tỉ sợ là cũng không muốn đi muội muội vậy không bằng muội đi một chuyến mai phi nhìn chằm chằm nàng ta khẩn cầu nói lương phi lại mặt đầy ghét bỏ không bản cung mới không thèm đi đâu hi vi cung là tẩm cung của hoàng thượng nếu đi gặp hoàng thượng còn được gặp nàng ta tính là gì chứ mai phi thở dài còn không phải sao bỏ đi bản cung đi đi nói xong nàng ta dẫn cúc nhi đi về phía hi vi cung hoàng thượng hôm nay tảo chiều ít nhất phải trưa mới quay lại Mai Phi vào Hi Vi cung, liền nhìn thấy huyện chủ Liên Thúy ngữ ngồi trên xích đu trước hành lang, bà ta nhìn sang, sắc mặt có chút thất vọng, "Là Mai Phi nương nương à?" Bà ta đứng dậy, hành lễ với Mai Phi. "Huyện chủ hôm nay tốt hơn rồi sao?" Mai Phi hỏi, nàng ta biết huyện chủ trước đó bệnh vài ngày, không thể xuống giường. "Tốt hơn nhiều rồi," Liên Thúy ngữ lạnh nhạt nói. "Bảo trọng." Mai Phi nói xong liền tạm biệt bà ta rời đi. Liên Thúy ngữ ngồi lại xích đu, cứ nhìn ra cửa, như đang đợi hoàng thượng quay lại. Biểu cảm bà ta lúc thì ngây ngốc, lúc thì cười ngượng ngùng, lúc lại yêu sầu, như một cô nương đang rơi vào lưới tình. Tẩm điện của Tôn Phương Nhi có mười mấy người canh giữ. Mai Phi muốn vào cũng phải có mấy người theo cùng, hơn nữa không thể nói chuyện riêng. Tôn Phương Nhi nửa dựa vào giường, tay cầm quyển sách. Thấy Mai Phi tới, cũng chỉ nhàn nhạt ngước mắt, mặt không chút biểu cảm. Mai Phi bước nhỏ đi tới, Phúc thân, thần thiếp tham kiến quý phi nương nương. Có chuyện, Tôn Phương Nhi nhàn nhạt nói. Mai Phi thấy khuôn mặt lãnh đạm của nàng ta, rõ ràng có chút không thoải mái, không, không có, chỉ là hôm nay Thỉnh An, Hoàng thái hậu nghe nói người sinh bệnh, bèn kêu thần thiếp đến hỏi thăm, xem tình huống của người có tốt hơn chưa. Phiền Hoàng thái hậu nhớ thương, ta không sao." Tư thế Tôn Phương Nhi không thay đổi, chỉ rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, giống như không muốn để ý tới Mai Phi mai phi bước tới một bước miễn cưỡng nặn ra nụ cười nếu nương nương cảm thấy buồn bực thần thiếp có thể bồi nương nương nói chuyện giải sầu không cần tôn phương nhi không thèm ngẩng đầu vẫn lạnh nhạt nói mai phi có chút mất mặt dạ vậy nương nương giữ gìn sức khỏe tôn phương nhi chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng ta phiền mai phi nương nương bưng trà cho bản cung trên bàn đặt một chén trà đã lạnh cúc nhi nghe thấy những lời này bèn muốn bước tới bưng trà Tôn Quý Phi lạnh lùng nói, người còn chưa đủ tư cách hầu hạ bản cung. Cúc Nhi sững sờ, nhìn Mai Phi, cảm thấy Quý Phi nương nương này thật quá khinh người, mặc dù phân vị của nàng ta cao hơn Mai Phi, nhưng tốt xấu gì Mai Phi cũng vào cung sớm hơn nàng ta, hơn nữa còn có hoàng tử, sao có thể kêu Mai Phi nương nương tự mình bưng trà cho nàng ta. Mai Phi chịu nhục nuốt ngụm nước bọt, sau đó đi tới bưng trà, chậm rãi bước tới, hai tay dâng lên cho Tôn Phương Nhi, tay nàng ta khẽ run, như đang nhịn cơn tức trong lòng. Tôn Phương Nhi chặn tay áo, che cánh tay và nửa lòng bàn tay trắng bệch, chậm rãi nhận trà, cao ngạo nói tạ Mai Phi. Quý Phi khách sáo rồi, thần thiếp hầu hạ người là thiên kinh địa nghĩa. Giọng nói Mai Phi cũng có chút nghẹn ngào, nhanh chóng thu hồi hai tay giấu vào tay áo, lùi sang một bên. Ừ, đi đi, Quý Phi lạnh lùng nói. Hai ba chữ này, giọng điệu này, giống như đuổi cung nữ đi vậy dù khí độ mai phi có tốt cũng không nhịn được nữa sắc mặt xanh mét sau đó phúc thân xoay người rời đi có thể do trong lòng quá giận dữ lúc nàng ta nhanh chóng xoay người thì đụng vào trên người cúc nhi cúc nhi vội đỡ nàng ta nương nương cẩn thận tôn phương nhi cười lạnh một tiếng mai phi nương nương đi chậm rãi nếu ngã ở chỗ của ta ra ngoài không biết sẽ sắp xếp tội danh gì cho ta ta không phải hạ thương mai mặc người bắt nạt mai phi tức giận toàn thân run rẩy cắn răng, nói với Cúc Nhi, đi. Cúc Nhi vội theo nàng ta ra ngoài, không biết là vì hoảng loạn hay vì nguyên nhân nào khác, mặt Cúc Nhi khẽ biến sắc. Mai Phi ra tới cửa điện Hi Vi cung liền nhìn thấy một ma ma đi tới, mỉm cười phúc thân, lão nô tham kiến Mai Phi nương nương. Mai Phi không vui nói, chuyện gì? Mai Phi nương nương có thể để nô tỳ xem túi áo ngài không? Ma ma cười nói, Mai Phi tức giận, ngay cả một nô tài như ngươi cũng đến bắt nạt bản cung phải không? Bản cung tới đây trộm đồ sao? Mama vội khom người nhận tội, nhưng trên mặt lại không chút sợ hãi, nương nương bất giận, hoàng thượng từng phân phó, phàm là có tiếp xúc thân thể với chiêu Quý phi nương nương thì đều phải lục soát, lão nô phụng lệnh hành sự, nương nương đừng làm khó nô tài. Mai phi sững sờ, bản cung nào tiếp xúc cơ thể gì với Quý phi? Vừa rồi nương nương dâng trà cho Quý phi nương nương, lòng bàn tay có chút động tác, lão nô hoa mắt nhìn không rõ. Mama vẫn cười nhưng mắt híp lại lóe lên tia sáng. Chương 754, Mai Phi chịu ủy khuất. Mai Phi xòe hai tay ra, "Mama kiểm tra đi." Lão mama kia thật sự bước lên trước, từ từ kiểm tra tay áo của Mai Phi, hầu bao, trong eo, xác định không có thứ gì khả nghi mới nhận lỗi nói, "Nương nương xin tha tội, nương nương mời đi." Đã không giải thích tại sao phải lục soát, cũng không nói nhiều lời, kiểm tra xong, không phát hiện được gì thì nhanh chóng rời đi. Sau khi Mai Phi rời khỏi Hi Vi Cung, vẻ mặt của Cúc Nhi càng ngày càng tái nhợt. Mai Phi nói: "Ngươi về nhạc thanh cung trước, bổn cung đi tìm nghi quý phi nương nương nói chuyện." Cúc Nhi lập tức nhìn nàng ta, trả lời: "Vâng." Mai Phi ý tứ sâu xa nói: "Những thứ ngươi không nên nhìn thấy, ngươi không được nhìn dù là một chữ." Vâng, Cúc Nhi sợ hãi nói. Mai Phi ừ một tiếng. Nàng ta tin tưởng Cúc Nhi, nhưng cũng phải nhắc nhở một hai câu. Mai phi một mình đi đến Nghi Lan cung. Nghi Quý phi có chút bất ngờ khi Mai phi đến. Thực ra, dạo này Mai phi cũng rất ít khi đến đây. Vốn dĩ hai người đã có ân oán từ trước, nhưng Nghi Quý phi cho là Mai phi không dám để lộ ra, nên nàng ta cũng cảm thấy không cần thiết phải hòa giải với Mai phi. Sau Mai phi hành lễ, liền ngồi xuống, giống như đang phồng lên, khó chịu không nói gì. Nghi Quý phi cười nói, ai chọc Mai phi tức giận thế? nói cho bổn cung nghe, bổn cung làm chủ cho ngươi. Mai Phi ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng ta, bỏ đi, ta chỉ không có nơi nào để đi, muốn tìm người nói chuyện, cả cung không có ai có thể nói chuyện được, nên đến chỗ người ngồi một lúc. Nghi Quý Phi mỉm cười, đưa hai tay ra, lộ ra mười ngón tay, sơn móng tay đỏ thấm, đỏ giống như ngón tay bị nhuộm máu vậy. Có đẹp không, Nghi Quý Phi dường như không quan tâm đến sự oán giận của Mai Phi. Mai Phi liếc nhìn, đẹp nghi quý phi thu ngón tay lại nhìn nàng ta nói được rồi có gì không vui cứ nói với bổn cung là chuyện của người và nhiếp chính vương phi sao mai phi vẫy tay chán nản nói ta và nàng ta thì có chuyện gì chứ là nàng ta đa nghi ta không hề bảo đông mai hãm hại nàng ta cũng không biết tại sao con tiện nhân đông mai kia lại có thể lấy ra được cái châm của ta ồ ánh mắt nghi quý phi đảo qua đảo lại người đã không làm thì quan tâm đến nàng ta làm gì dù sao ngươi với nàng ta cũng không phải chịu thiệt nàng ta đến lúc rồi mai phi thở dài một tiếng nàng ta thì không cần phải quan tâm chỉ là người biết mà nàng ta ngồi gần hơn một chút nhỏ giọng nói tôn phương nhi kia mang thai rồi nhi quý phi liếc nhìn nàng ta vậy thì sao không phải ngươi cũng có con trai sao mai phi buồn bực nói bây giờ hoàng thượng không còn quá quan tâm đến ta cũng không quá xem trọng tam nhi nếu như tôn phương nhi hạ sinh hoàng tử chỉ sợ địa vị của ta càng thấp. Lo lắng cái gì, tam hoàng tử sau này phân phong thân vương, người cũng sẽ được cùng hưởng phúc. Người không lo lắng sao? Mai Phi không nhịn được hỏi, dường như mục đích hôm nay nàng ta đến chính là vì gây lên mối thù chung của nghi quý Phi. Bây giờ tôn phương nhi có thể nói là người được sủng ái nhất trong hậu cung, nếu như hạ sinh được hoàng tử, địa vị của nghi phi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nghi quý phi cười, bổn cung không để ý, mai phi không khỏi nhục trí hai y người cũng không để ý tất cả mọi người dường như đều không để ý vậy là ta nghĩ nhiều rồi đúng là người nghĩ nhiều rồi nghi quý phi trên mặt hiện lên sự xem thường ta còn có việc người trở về trước đi mai phi không cam lòng lẽ nào chúng ta không nên nghĩ cách sao không có gì phải nghĩ người chỉ cần nuôi dưỡng con trai thật tốt là được rồi nghi quý phi bực mình nói mai phi thấy nàng ta thực sự không muốn giữ lại mình nếu như mình miễn cưỡng ở lại cũng là tự khiến mình mất mặt, chỉ có thể lập tức rời đi. Rời khỏi nghi lan cung, nàng ta cũng không lưu lại, mà nhanh chóng trở về nhà thanh cung. Cúc Nhi đã đứng ngồi không yên chờ ở trong điện, thấy nàng ta trở về, lập tức bước lên ninh đón, nương nương. Vào đi, Mai Phi xa sầm mặt mày nói. Vâng, Cúc Nhi cùng nàng đi ta vào trong điện. Sau khi vào trong điện, Cúc Nhi lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa cho Mai Phi. Mai Phi nhận lấy, xem một cách cẩn thận, sau đó châm lửa đốt đi. "Ngươi đã xem chưa?" Mai Phi hỏi. Cúc Nhi vội vàng lắc đầu, "Nương nương, nô tỳ vẫn chưa xem, không có sự căn dặn của nương nương, nô tỳ sẽ không xem." Mai Phi gật đầu, "Ừ, Cúc Nhi, từ trước đến nay ngươi không phải là người nhiều chuyện, bổn cung tin tưởng ngươi, ngươi yên tâm, sau này nếu như Tam hoàng tử có thể đứng đầu, ngươi cũng sẽ được đi theo hưởng phúc." "Tạ nương nương." Cúc Nhi lập tức quỳ xuống. Đứng lên đi, tiếp theo, bổn cung còn có chuyện lớn phải làm. Mai Phi thong thả ngồi xuống, nắm chặt tay. Hôm nay chạy đến Nghi Lan Cung một chuyến, đương nhiên không phải đi tìm sự khó chịu. Tin là Nghi Quý Phi cảm thấy hôm nay mình đến chỉ vì muốn bà ta làm người dẫn đầu, trừ khử tôn Phương Nhi. Nghi Quý Phi quả thật cho là như vậy, nên sau khi Mai Phi rời đi, nàng ta cười khẩy một tiếng nói với Thanh Phù, Hồ Hoan Linh chạy đến muốn bổn cung giúp thì thôi đi mai phi nàng ta cũng không giữ được bình tĩnh. Chả lẽ cuộc đời hơn 10 năm trong cung này vẫn không dạy cho nàng ta tính ẩn nhẫn, tam hoàng tử là một nhân tài, chỉ là gặp phải một mẫu phi vô dụng, đúng là lãng phí. Thanh Phù cười nói, nếu như ai cũng thông minh như nương nương mới là điều không tốt, chúng ta cũng không đối phó được. Nghi quý phi thở dài nói, mặc dù nói cuối cùng quý thái phi vẫn thất bại, nhưng bổn cung cũng rất bái phục nàng ta, chỉ là, thời không đợi nàng ta, hoặc nói là, Nàng ta không phải thất bại trong tay của bất kỳ người nào mà nàng ta thất bại trong tay của chính mình. Nàng ta thất bại ở chỗ dù đã nhẫn nhịn nhiều năm đến cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh. Nàng ta ngay cả con trai của mình cũng không tin tưởng, vì vậy Bồn Cung cũng rút ra được bài học từ trên người nàng ta, lúc thích hợp cũng phải tin tưởng người khác. Không phải sao?" Thanh Phù gật đầu nói. Từ khi có Thái Hoàng Thái Hậu, tất cả phu nhân trên thế giới đều muốn chạy theo, cho là sẽ trở thành nàng ta thứ hai, chỉ là trên thế gian này phụ nữ thông minh rất nhiều, nhưng có mấy người có được sự quyết đoán và thủ đoạn như nàng ta. Quý thái phi ngày xưa, Lương hậu, Tào hậu đến Bắc Mạc, lão thái thái của nhà họ Tần, không ai không lấy Long thái hậu làm gương, cho là có thể trở thành người như bà ta. Nàng ta vẫn ngồi tựa trên chiếc ghế quý phi, vẻ mặt lười biếng, nhưng bổn cung không như vậy, bổn cung không muốn trở thành người như nàng ta, bổn cung không quan tâm mình có phải là hoàng hậu không, hoặc có là hoàng thái hậu không, bổn cung chỉ cần thắng muốn thất nhi đứng đầu, mà không phải mình cầm quyền. Lương Hậu chắc chắn sẽ không giống với những người kia, Thanh Phù nói. Nghi Quý phi cười lạnh, chỉ tiếc là nàng ta có hai người con trai, lại quá bất công thái tử vô dụng, rơi vào mảnh đất như vậy, cũng là nàng ta tự mình tìm lấy. Nói đến đây, nàng ta cũng dừng lại một lúc, nghĩ đến chuyện thái tử lúc trước, trên mặt cũng sinh ra một tia hồng hào, tiểu tử kia cũng là một nam nhi rất được, ra sức trên giường, chỉ tiếc là tính cách ngang ngược. Tự cao tự đại, lại không có tài ba, đã được định là không thành đại khí, chỉ trở thành đá lót đường cho người khác. Cũng tốt, ít nhất lợi dụng hắn ta, hắn ta cũng xem như là công đức viên mãn. Thanh Phù, tìm cơ hội hỏi thăm người của chúng ra ở Hi Vi Cung, xem xem hôm nay Mai Phi có bị chiêu quý Phi chọc tức không. Mặc dù chắc chắn về phán đoán của mình, nhưng từ trước đến nay nàng ta luôn làm việc một cách rất chắc chắn, vẫn nên điều tra rõ ràng một chút. Nàng ta không thể tính toán mọi thứ cuối cùng lại ngã trên tay của Mai Phi. Chương 755, nuôi heo. Từ khi nàng ta bị quý thái phi nhìn chúng vào cung, các quý tộc ở Tiên Bi đều biết nàng ta là người Tiên Bi, mỗi năm đều đưa người vào cung, đều được bồi dưỡng từ trước. Vì vậy, nàng ta ở trong cung cứ cách vài ngày lại phải phái một đám người ra ngoài, những người này xâm nhập vào các cung, ngay cả Hi Vi cung cũng có người của nàng ta bây giờ giữ lại thanh phù và tịnh lan ở bên cạnh hầu hạ cũng đều là bồi dưỡng sau đó đưa vào vâng thanh phù cúi người nói rất nhiều người sẵn sàng giúp đỡ nàng ta chỉ cần con trai của nàng ta lên ngôi hoàng đế có rất nhiều lợi ích cho tiên bi bởi vì mẫu thân của hắn là người tiên bi trên người hắn cũng chảy dòng máu của người tiên bi đặc biệt bây giờ tiên bi đại bại tất cả mọi người đều gửi gắm hy vọng lên người bà ta không yêu cầu sau này sẽ như thế nào chỉ cần mỗi năm tiên bi không phải cống nạp cho đại chu mai phi biết được ngày tôn phương nhi xuất cung nhân lúc đến thỉnh an âm thầm thông báo cho tráng tráng bảo người ở ngoài cung chuẩn bị tốt để phối hợp gần đến tết trung thu trong cung cũng bắt đầu nóng lên tết trung thu nương nương của các cung đều sẽ ban thưởng năm đầu tiên hồ hoan linh ăn tết trung thu trong cung đương nhiên chuẩn bị khắp nơi là không thể thiếu chỉ là bên hoàng thái hậu thì tặng đồ trang sức châu báu đến hàng nghìn lượng bạc còn tặng cho 500 lượng tiền nghỉ lễ. Bởi vì Hồ Hoan Linh là người đi đầu đương nhiên các cung đều tặng đồ cho cung hoàng thái hậu. Từ trước đến giờ Mai Phi luôn tiêu xài rất hoang phí, cũng không có nhà mẹ giúp đỡ, vì vậy luôn rất nghèo. Vì vậy nàng ta đi đến Nghi Lan cung một chuyến, muốn mượn Nghi Quý phi ít bạc. Nghi Quý phi cũng không phải là người keo kiệt, nhưng những chỗ cần tiêu thì vẫn phải tiêu, chỗ không nên tiêu thì một đồng cũng không tiêu. Mai Phi là người lúc nào cũng nghèo. Bạc đã cho mượn sẽ không lấy lại được, vì vậy, nàng ta cũng khóc than đưa cho Mai Phi 10 lượng bạc, tổng cổ nàng ta đi. Mai Phi vô cùng tức giận, lập tức trở mặt với Nghi Quý Phi, cãi nhau. Nghi Quý Phi dứt khoát đuổi nàng ta đi, hơn nữa còn kêu nàng ta từ sau không được đến nữa. Chuyện Mai Phi không mượn được tiền Nghi Quý Phi, rất nhanh đã lan truyền trong cung, ai ai cũng xem thường Mai Phi, cũng không nói Nghi Quý Phi không hiền hậu. Cường giả, làm gì cũng có đạo lý sau khi Mai Phi về cung, trong cơn tức giận mà đổ bệnh, truyền ngự y đến xem bệnh, nhưng lại chuẩn đoán nàng ta có thai. Tin tức này đúng là một quả bom, khiến tất cả những người ở hậu cung đều ngạc nhiên. Mai Phi này, một tháng không được sủng ái đến một lần, sao có thể mang thai chứ? Hơn nữa sau khi hạ sinh tam hoàng tử, nhiều năm như vậy vẫn không thấy gì, nghe nói, tháng trước hoàng thượng có sủng ái nàng ta một lần, chỉ có một lần như vậy, đúng là may mắn mà. Ghen ghét, đố kỵ, nhưng tất cả các cung đều đến tặng quà. Tâm trạng của Hoàng thượng cũng rất tốt, phi tần có thai, chứng tỏ ông ta vẫn còn cường tráng. Nhưng để tránh sai sót, vì vậy, Hoàng đế gọi mấy người y đến đến chuẩn đoán, mấy người y đều nói, đúng là hỉ mạch, Hoàng thượng mới yên tâm, lập tức hạ lệnh ban thưởng, liên tiếp 3 ngày ba đêm đều ở lại nghi lan cung. Mai Phi rất lâu chưa nhận được sự sủng ái, coi trọng, đột nhiên nhận được sự ân sủng của Hoàng thượng như này cũng rất vui, nhưng nàng ta không hề kiêu ngạo, ngược lại chuyện gì cũng rất thận trọng, chỉ có một lần duy nhất, lúc thỉnh an Hoàng Thái Hậu có gặp Nghi Quý Phi, nói một vài lời chế giễu khiến Nghi Quý Phi mất mặt, nghe nói lúc Nghi Quý Phi rời đi, ở cửa còn cố ý đạp nàng ta một cái, hại nàng ta suýt nữa bị ngã. Chuyện này không có ai nhìn thấy, nhưng chuyện này lan truyền một cách tường tận rõ ràng, giống như mọi người đều tận mắt nhìn thấy vậy. Mà trên chiều cuối cùng phong vân cũng nổi lên có triều thần ở buổi chiều sớm đã dân tấu, nói trong nhân gian lưu truyền nhiếp chính vương phi là hồ ly tinh nhập, mong hoàng thượng nhìn nhận lời nói của nhân gian. Hoàng thượng ở trên triều đã quát mắng những lời hoang đường này, nhưng lại không lay chuyển được sự kích động của triều thần, chỉ có thể hạ lệnh cho vị quốc sư vừa mới được bổ nhiệm cũng chính là cao tăng vừa mới vào cung mấy ngày trước đi nghiệm chứng lại. Qua hai ngày, quốc sư mở đàn tế, nhưng lúc khai đàn, lại không thể châm được hương. Quốc sư không khỏi u sầu, buồn rầu nói, đất nước có yêu quái, đất nước có yêu quái. Bách tính ở bên dưới nghe thấy như vậy, ai ai cũng kinh ngạc, có người lớn tiếng hét lên muốn quốc sư diệt trừ yêu quái. Quốc sư lại lớn giọng nói, yêu quái này là hồ ly tinh gửi hồn, có ý đồ làm loạn đại chu của chúng ta, hủy diệt đại chu, hồ ly tinh ký sinh thành nữ, thuộc mộc, rất giỏi ngụy trang, che đậy, giỏi truyền bá mê hoặc lòng người, trước và sau khi xuất giá, trước hại tổ tiên gia tộc, trừng trị phụ bối tổ bối, là vì yêu khí phát ra, lúc yêu khí phát ra, đại chu của chúng ta sẽ trải qua một trận hỗn loạn, sau đó sẽ trải qua chiến tranh, nếu như không tiêu diệt yêu quái này đại chu nhất định sẽ diệt vong. Bên dưới, có người đọc hiểu được lời nói của quốc sư, thông báo với bách tính, mặc dù bây giờ không nói rõ thân phận của Hồ Ly Tinh là ai, nhưng người này, trước đây có danh tiếng rất tốt, nhưng những thứ này đều là nàng ta cố ý xây dựng để mê hoặc lòng người, cha chú tổ tiên đều vì nàng ta mà chết, yêu khí của nàng ta vào lúc này cũng phóng ra, lúc phát ra yêu khí, trong nước đại chu xảy ra rất nhiều chuyện, nếu như cứ để mặc nàng ta làm loạn, đại chu còn phải trải qua chiến tranh cuối cùng dẫn đến diệt phong. Nói rõ ràng như vậy, còn không biết là ai sao. Vậy chính là đầu có vấn đề rồi. Chỉ là, mọi người đều biết, hồ ly tinh này đã rời khỏi kinh thành, đi thăm liên đại học sĩ đã về quê, đã không có ở trong kinh thành, bách tính cũng không có cách nào, chỉ có thể giơ cao cánh tay, yêu cầu hoàng thượng hạ chỉ giết chết hồ ly tinh. Còn có người, nói hạ thương mai kia chính là hồ ly tinh, bây giờ nàng ta đi tìm liên đại học sĩ, có giết hại liên đại học sĩ không? Muốn biết, yêu tinh ngay cả phụ thân tổ mẫu của mình còn giết, sao có thể hạ thủ lưu tình với người ngoài chứ? Liên đại học sĩ Đức Cao vọng trọng, đã từng làm rất nhiều chuyện cho nhân dân, rất được nhân dân xem trọng, vì vậy, có người giơ cánh tay xin hoàng đế mau phái người đi bảo vệ liên đại học sĩ bởi vì chuyện hồ ly tinh, trong kinh thành vô cùng loạn, đầu đường cuối ngõ đều nói đến chuyện này. Nhiếp chính vương phi đã giống như bồ tát vậy, đột nhiên lại trở thành yêu tinh, chuyển biến lớn như vậy dẫn đến điểm nóng vô cùng cao. Nhưng đương sự vẫn giống như người không biết gì, hàng ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Theo như lời loan loan nói thì giống như heo vậy. Tần Châu vô cùng sủng ái cô, cô thích ăn gì sẽ cho người làm cái đó. Trước đây thương mai không hề thích món tráng miệng, nhưng gần đây lại vô cùng thích ăn. Tần Châu yêu cầu nhà bếp ngày nào cũng làm, cái gì mà bánh quế, bánh táo đỏ, bánh dừa, bánh xốp, ngày nào thương mai cũng ăn, mà không cảm thấy ngán, 10 ngày tránh nạn này cô đã béo hơn một vòng. Tráng tráng đến, thấy khuôn mặt cô hồng nhuận, cười nói, thì ra cơm ở trong phủ không ngon, cơm ở Tây Uyển ngon hơn. Thương mai cười nói, cái này rất đúng, chỉ lấy mấy món điểm tâm này làm ví dụ, ở trong vương phủ cũng là lão ma ma làm nhưng ta ăn không được nhiêu, nhưng ở Tây Uyển ngày nào ta cũng ăn mà không biết chán. Tráng Tráng nhìn Tần Châu cười nói, người đó, đừng có nuôi nàng ta giống như nuôi heo vậy, trở về có người sẽ ghen đó. Hắn ta không chăm sóc tốt cho vương phi của hắn, là hắn không có bản lĩnh." Tần Châu nói, đôi mắt anh khí lướt qua mặt Thương Mai, quả thực hồng nhuận hơn rất nhiều, so với trước đây quả thật giống như đổi thành một người khác vậy trong miệng thương mai vẫn còn nhét rất nhiều bánh, bánh dừa hôm nay vô cùng ngon, hương vị thanh thanh ngọt ngọt, ăn vào trong miệng đều là hương thơm. Lát nữa người bảo nhà bếp dậy mama đi, về phủ ta vẫn còn có thể được ăn. Thương mai vừa ăn vừa nói với Tần Châu. Tần Châu cười nói cái này chính là do du Mama làm. Hả, thương mai ngạc nhiên, sao trước đây lại cảm thấy không ngon như vậy chứ? Hi 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 dạo này bận bịu nên toàn lùi lịch đến tầm 11 giờ. Sorry MN. Chương 756 có thai. Zuma ma cười đi đến ơ, nô tỳ đây là bị ghét bỏ nữa sao? Thương Mai vội vàng nuốt xuống miếng bánh ngọt, vội vàng xin tha, không ghét bỏ, không ghét bỏ, chỉ là tán thưởng tài nấu nướng của ngươi tiến bộ rồi. Cô nhìn thấy Zuma ma bưng một chén viên bảy màu trong tay, hỏi, đây là cái gì? Không phải bánh trôi chứ? Nguyên Tiêu, Zuma ma đặt bánh trôi ngũ sắc lên bàn, nô tỳ vừa làm Vương Phi nếm thử. Thương Mai ở hiện đại từng thử bánh trôi ngũ sắc tô châu, nhớ là chỉ dùng bí đỏ, vừng đen, khoai tía, bột gạo nếp, rau chân vịt làm nên. Cô nếm thử một miếng, cảm thấy còn ngon hơn hiện đại, hỏi, Mama, ta ăn vào có mùi quế hoa, người cho quế hoa sao? Đúng vậy, Mama cười nói nguyên tiêu ngũ sắc, mỗi một sắc đều có những nguyên liệu khác biệt, nhưng mà, trong mỗi viên, nô tỳ đều cho nước quế hoa, biết Vương Phi hảo vị này chán chán nhíu mày nói, được rồi, ngươi không được ăn nữa, vừa rồi ngươi đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, khi ta đến, đã thấy ngươi nhét vào trong miệng mấy miếng bánh dừa hấp, ăn nữa, cẩn thận căng bụng. Thương mai quả thật cũng có chút no rồi, ta chỉ ăn một miếng nữa. Dù ma ma cười nói, không sao, ăn nhiều một chút, ăn béo lên một chút mới tốt, ăn mập có thể mang thai. Tần Châu sửng sốt một chút, mang thai, ngươi muốn sinh con sao? Kiểu gì rồi cũng phải sinh chứ, dù ma ma trả lời thay cho thương mai, phụ nữ mà, dù sao phải sinh con mới đầy đủ. Ma ma không phải cũng là không sinh con sao, Tần Châu không ủng hộ chuyện này. Nô tỳ là không có, chỉ là nếu nô tỳ có thể ôm đứa bé của Vương Phi, đời này của nô tỳ cũng không uổng rồi. Dù ma ma thở dài nói, thương mai biết khúc mắc của nàng ta vẫn chưa giải, nhẹ nhàng vỗ tay nàng ta một cái, con cái là duyên phận, không cưỡng cầu được, lúc nên đến, nhất định sẽ đến, nếu như không nên đến, cho dù cưỡng cầu cũng vô cùng. Tráng tráng hỏi, thương mai, nếu mang thai thật, người muốn con trai hay là con gái? Thương mai cười nói, ta thật sự còn chưa nghĩ đến, kỳ thật con trai hay con gái đều như nhau, con của mình, nào có chuyện không yêu thương. Tần Châu lại thốt ra, vậy sinh con gái, sau này ta là mẹ nuôi của đứa bé. Tráng tráng cười nói, không, ngươi không thể vượt lên trước ta một bước, thương mai sinh con, mẹ nuôi nhất định là ta tần châu ngơ ngác một chút ngươi sao có thể là mẹ nuôi của đứa bé được dựa theo bối phận ngươi hẳn là tần chân đột nhiên có chút không biết tính bối phận của bọn họ thế nào nghĩ nghĩ công chúa ngươi là cô của mộ dung khanh đúng không vậy sau này đứa bé phải gọi ngươi là bà cô tráng tráng trợn mắt một cái ta biết rõ ta không muốn làm bà cô nàng còn trẻ mà này cũng không thể loạn được bối phận bày ra ở đấy rồi tần châu nghiêm trang nói thương mai cũng cười đối mặt với vẻ buồn bực của tráng tráng nói đúng thế nếu như ngươi muốn làm mẹ nuôi của con ta đầu tiên phải qua được cửa ai của tam ca kia lão tam cứng nhắc chết tiệt tráng tráng tức giận nói được rồi giống như ngươi mang thai thật vậy dù bây giờ không mang thai cũng sắp rồi su ma ma chắc chắn nói vậy cũng không nói chắc được su ma ma lập tức nói thêm vào công chúa đừng nói lung tung khẳng định sắp rồi tần châu nhìn tà dương bên ngoài trong lòng có một cảm giác lạ thường đứa bé của thương mai gọi nàng ta là mẹ nuôi vậy đứa bé này không phải là con của nàng ta sao trong lòng nàng ta như rót vào một tia nắng giống như là ánh tà dương này mặc dù không nóng bỏng thật sự ấm áp ngẩng đầu nhìn thương mai tần châu nghiêm túc nói người phải nhanh chóng mang thai chuyện này không phải ta có thể làm chủ được thương mai cười khổ nói thực tế Bây giờ không phải là thời cơ tốt để mang thai, cô hy vọng thời gian mang thai của mình đều ổn định. Ai, ta đây chờ làm mẹ nuôi rồi, đời này của ta, sợ là không thể tự mình làm mẫu thân được rồi. Tần Châu nói, nói bừa, dù ma ma nở nụ cười, quận vương ngài xinh đẹp như vậy, lại có năng lực như vậy, không biết bao nhiêu đàn ông nằm mơ muốn kết hôn với ngài đâu. Nhưng mà càng có khả năng là càng làm người không thích, gần đây, nam nhân đều thích phụ nữ ngốc một chút. Tần Châu khoát khoát tay, ý bảo ngừng chủ đề lại. Thương Mai, có thể là bây giờ ngươi có rồi không? Ngươi ăn nhiều như vậy, hơn nữa trước kia ngươi cũng không thích ăn mấy thứ đồ ngọt này. Tráng tráng hỏi. Thương Mai nói, ta đâu có không thích ăn, trước kia ta cũng thích ăn, chỉ là không thích ăn đến mức như vậy thôi. Nhưng mà, sau khi chính cô nói như vậy, trong lòng lại đột nhiên động, hình như, hình như tháng này còn không đến. Nếu như mang thai, chính cô là đại phu, cô tự mình không biết sao. Cô theo bản năng bắt mạch, tỉ mỉ nghe. Nghe một chút, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nói với mama, người nhanh đi tìm nhu dao. Cô nghe được hoạt mạch, nhưng mà cũng không chắc chắn, chính cô cũng không dám khẳng định. Tự mình nghe mạch của mình, cảm giác có chút kỳ quái. Trời à, sắc mặt du ma ma mừng rỡ, nô tỳ phải đi ngay, phải đi ngay. Tần Châu và Tráng Tráng nhìn cô, chăm miệng một lời hỏi thăm thật sự tim thương mai đập cực kỳ nhanh, thật sự sao? Hẳn là, thương mai hắng giọng nhìn tráng tráng, lại nhìn tần châu. Không nói được trong lòng là cảm giác gì, lúc cảm nhận được hoạt mạch, cô nhớ, tim mình mãnh liệt nhảy lên mấy cái, sau đó, một sự vui sướng đổ vào. Thì ra, bất kể người tính toán kiểu gì, sắp xếp thế nào, sinh mệnh mới đến ngay lúc không ngờ đến đấy, vẫn làm dao động tâm tình của người như vậy. Có thể làm người vứt bỏ mọi cảm xúc tiêu cực, chỉ một lòng động viên vì sinh mệnh này. Của ta, là của ta." Tần Châu có chút luống cuống tay chân, "Đứa nhỏ này là của ta." Tráng tráng cười hì hì một tiếng, "Lời này của ngươi làm người ta hiểu lầm đấy." "Không, đứa bé này là con trai nuôi hoặc là con gái nuôi của ta." Tần Châu kéo tay Thương Mai lại, kích động nói, "Từ nay về sau, đứa bé này có ta che chở, ai cũng không được bắt nạt nó." Lời này của Tần Châu, một câu thành sấm đứa bé này, có nữ hoàng đế bắc mạc làm mẹ nuôi, không ai dám bắt nạt, ngay cả phụ mẫu là vợ chồng mộ dung khanh, cũng nửa câu đánh mắng cũng không được, một khi không vui, lại nói muốn dùng bồ câu đưa thư đi tìm mẹ nuôi. Tần Châu cưng chiều đứa bé này tận xương tủy, đây cũng là chuyện về sau. Nhu dao gần như là bị ma ma kéo đến, ma ma ghét bỏ nhu dao chậm chạp, hận không thể khiêng nàng ta chạy đến. Lúc ma ma tìm được nhu dao, chỉ còn lại nửa cái mạng, bởi vì bà chạy đi rất nhiều nơi, cuối cùng tìm được Nhu Giao đang nói chuyện với Loan Loan ở Hầu Phủ, nhưng mà Nhu Giao lại chậm gì gì đợi Loan Loan cùng nhau đến. Loan Loan người kia, thay một bộ quần áo, thay một phút đồng hồ, ma ma hận không thể phá cửa đi vào. Lúc Nhu Giao đi vào Tây Uyển, tóc mai rời rạc, quần áo đều bị ma ma kéo đến loạn. Nhu Giao thở gấp, biết ma ma một thời gian dài như vậy mà cũng chưa bao giờ thấy bà như thế. Nhanh, nhanh bắt mạch, ma ma gấp đến độ mắt phát hỏa nhu dao cười nói nàng có phải có thai hay không tự mình không biết sao nói nói như vậy lại giữ chặt tay thương mai đặt trên mặt bàn lấy gối tay đệm lên bắt đầu bắt mạch sao thế ma ma vội hỏi như dao chậm rãi buông tay ra nhìn thương mai hoạt mạch có ý gì ma ma hỏi hoạt mạch là hỉ mạch ma ma phụt một tiếng ngã xuống đất ngất đi các chế hôm qua dự đoán chuẩn thế nhỉ? Ha 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 ha. Chương 757, điều dưỡng. Mọi người lại càng hoảng sợ, Thương Mai cũng vội khom lưng đỡ bà, bị Tần Châu giữ lại, ngươi ngồi xuống. Nàng ta đỡ mama lại, nhu dao lấy dầu thuốc xoa xoa nhẹ mấy cái ở huyệt nhân chung của mama, ấn mấy cái, lúc này mama mới chậm rãi tỉnh lại. Bà tỉnh lại, lại không ngừng mà lau nước mắt, nhìn Thương Mai, đầu quả tim cũng đang run rẩy, mừng đến run rẩy, trong miệng lẩm bẩm trời xanh có mắt, trời xanh có mắt a nô tỳ sau này sẽ ăn chay niệm Phật, báo đáp thần ân. Trong lòng thương mai cảm động, lau nước mắt cho bà, nhìn ngươi kìa, không phải nên vui mừng sao? Ngươi vẫn luôn mong ta có thai, sao lại khóc? Vui mừng, vui mừng, thật sự vui mừng, ma ma thật sự vui đến mức không biết làm sao nữa rồi, bà cẩn thận từng tí nhìn thương mai, có chỗ nào không thoải mái không? Muốn ói không? Tráng tráng cười ha ha, nôn nàng ta ăn nhiều vậy không thấy nàng ta muốn nôn nàng ta là muốn ăn thương mai cũng kỳ quái tính thử thời gian nhiều nhất cũng chỉ mới hơn một tháng sao lại ăn nhiều như vậy chứ theo lý thuyết bây giờ hẳn là lúc nôn nghén không không phải tất cả mọi người đều như vậy mama vội vàng nói nột tỳ ở trong nội cung đã thấy mấy vị nương nương mang thai lại rất khỏe cái gì cũng có thể ăn được ta phải khống chế ẩm thực một chút không thể ăn quá nhiều Mặc dù không phải là bác sĩ phụ sản, nhưng Thương Mai cũng biết thời gian đầu mang thai, không cần phải bổ sung quá nhiều dinh dưỡng, sau 3 tháng lại chậm rãi điều dưỡng cũng không vội. Thời gian mang thai nếu như không điều chỉnh tốt dinh dưỡng, đủ các loại bệnh trạng trong thai kỳ. Không, không, phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút đứa bé mới có thể mập mạp. Mama sốt ruột, trong đầu không ngừng tính toán nên ăn cái gì bổ sung dinh dưỡng. Thương Mai là đại phu, nghe nàng ấy đi. Tần Châu nói. Tần Châu nhìn bụng thương mai, trong lòng cũng vô cùng vui sướng, thế mà mới chỉ nghĩ một chút, đã thật sự có rồi, đứa bé này có duyên phận với nàng ta, nhất định là con của nàng ta. Duy chỉ có loan loan không nói gì. Nàng ta vẫn chỉ nhìn bụng thương mai, trên mặt vô cùng khó chịu, lúc lâu lại nghẹn ngào nói, người cũng mang thai rồi, ta còn không có, thật ghen tị với ngươi. Đứa ngốc, thương mai kéo tay nàng ta, để nàng ta ngồi xuống bên cạnh mình người còn trẻ như vậy, rất nhanh có thể mang thai, hơn nữa, người bản thân vẫn là một đứa bé trai trai, còn trẻ như vậy sinh con không hay, còn không bằng hưởng thụ thế giới hai người mấy năm với tiêu thác. Tiêu thác và loan loan đều vô cùng ngây thơ, quả thật lúc này không quá phù hợp làm cha mẹ. Không đúng, người cũng không khác ta nhiều lắm, người cũng đã mang bầu rồi, ta cũng vẫn chưa có, có phải là ta có vấn đề gì không? Người giúp ta chuẩn đoán bệnh một chút, kê chút thuốc cho ta điều trị, Ta muốn là mẫu thân." Loan Loan đưa tay ra. Thương Mai và Nhu Dao liếc nhìn nhau một cái, cũng nở nụ cười, Loan Loan này, từ lúc vừa ý Tiêu Thác đến bây giờ, đã bắt đầu mơ ước kết hôn sinh con với Tiêu Thác, bây giờ thấy Thương Mai thân thể kém như vậy cũng mang thai được mà chính mình lại không có, đương nhiên là sốt ruột. Thương Mai an ủi giúp nàng ta bắt mạch, kỳ thật cũng biết thân thể nàng ta không tệ, đến lúc đó lừa gạt một chút, kê cho nàng ta hai thang thuốc là được rồi thương mai bắt mạch cho nàng ta, vẻ mặt lại nghiêm túc. Loan loan vô cũng căng thẳng, làm sao thế? Có phải là ta có bệnh gì không? Thương mai chậm rãi buông tay phải của nàng ta ra, tay trái. Loan loan vội vàng duỗi tay trái ra, mặt mũi trắng bệch, nếu như ta có bệnh gì, người phải nói với ta, không thể gạt ta. Thương mai không lên tiếng, thở dài một hơi, bảo nàng ta im lặng. Như vậy, làm cho mọi người đều căng thẳng hơn. Lát sau, thương mai buông tay nàng ta ra hỏi loan loan nguyệt sự của ngươi bình thường sao loan loan gật đầu nói bình thường một năm bốn lần bốn lần nhu giao kêu một tiếng này gọi là bình thường một tháng một lần mới là bình thường chứ a à, loan loan hoảng sợ nhưng mà tổ mẫu nói một năm bốn lần cũng bình thường mà ngươi là tứ quý kinh lần trước đó của ngươi là lúc nào thương mai hỏi ta không nhớ rõ Loan Loan sắc khóc có phải ta có bệnh hay không? Có phải không thể sinh con không? Thương Mai hít sâu một hơi, cảm thấy rất buồn cười. Loan Loan, người mang thai, hơn nữa hoạt mạch rõ ràng, tối thiểu ngươi cũng hai tháng rồi. Hai tháng, không có khả năng, Nhu Giao hoàn toàn phủ định, nếu như là hai tháng, tính thời gian là lúc ở Bắc Mạc, nhưng mà, khi đó tất cả mọi người vội vàng trị bệnh cứu người, bọn họ chỗ nào có sinh hoạt vợ chồng sắc mặt loan loan ửng hồng, đúng thế, đúng thế. Thương Mai nhìn loan loan, người xác định không có. Sắc mặt loan loan càng đỏ hơn, cái này, cái này có một lần, vào buổi tối, ở đằng sau mộc trại, bãi tha ma đó, không phải bọn tiêu thác đã đến rồi sao, dường như, dường như nhất thời, không cẩn thận. Nàng ta lúng túng nửa ngày, nhưng lại không nói ra một câu đầy đủ. Nhưng mà, mọi người đều biết chuyện xảy ra rồi. Nhu dao trừng to mắt, bãi tha ma không phải chứ mấy người. Cái này, nhất thời cúng, cũng không kìm lòng được chứ sao. Loan loan hạ thấp đầu xuống một chút, nhưng chợt ngẩng đầu nhìn thương mai, người nói ta mang thai, có thật không? Ừ, thương mai gật đầu. Loan loan che miệng, trời ạ. À. Đừng choáng, thương mai cảnh cáo nói. Loan loan hít sâu mấy hơi, trong mắt lộ vẻ vui sướng, ta không choáng, để tổ mẫu choáng đi, không được, ta phải quay về, ta phải nói cho tổ mẫu. Thương Mai cười nói với Nhu Giao, người đưa nàng về đi, tránh nàng ta nhảy nhót. Ta không có, ta không có. Loan Loan chậm rãi đứng lên, đưa tay cho Nhu Giao, người đỡ ta đi, đỡ ta, cẩn thận một chút vậy. Nhu Giao búng một cái lên chán nàng ta, cười nói, người đây chỉ là mang thai thôi mà, không phải làm Hoàng Thái Hậu, lăn đi. Người đánh ta, Loan Loan lập tức nghiêm trọng, ta sinh con xong sẽ đánh với ngươi. Người đánh nhau với ta, ta đánh con ngươi. Nhu Giao mừng thay cho nàng ta, náo loạn với nàng ta, hai người cười cười nói nói đi ra ngoài. Thương Mai và Tráng Tráng trộm nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Chào Lưu Mang thai sao? Gái lỡ thì Tráng Tráng trong lòng có chút không cân bằng, những cô nương này cả một đám kết hôn sinh con, nàng ta thì. Suma ma ma hôm nay thật vui mừng, vẫn luôn dùng ánh mắt có hỉ có nước mắt nhìn Thương Mai, giống như là con heo nhà mình nuôi mấy chục năm, cuối cùng cũng đến ngày hạ chuồng. Tây Uyển cũng bắt đầu trạng thái đề phòng trước nay chưa từng có. Tần Châu sai người thông báo với Dạ Vương, nói Tây Uyển nhất định phải có một đại phu rất tốt, tốt nhất là phụ khoa thánh thủ. Nàng ta nói với Dạ Vương, nàng ta mang thai. Mặc dù Dạ Vương bị xét đánh ngoài khét trong sống, tốc độ làm việc thật sự rất nhanh, lập tức đưa một đại phu đến. Thân phận của đại phu này quá vượt trội, thế mà lại là An Nhiên lão vương gia vẫn luôn mất tích. Đây đối với Thương Mai mà nói, là kinh nghỉ lớn nhất. An nhiên lão vương ra sao có thể không biết thương mai mang thai. Cái tên đàn ông thối tần châu này, mang cái gì thai chứ? Sau khi ông ta bắt mạch cho thương mai xong, cảnh cáo nói, chính ngươi cũng là đại phu, biết thể chất của mình, cho nên, phải chú ý một chút, không cần ta nói nữa, từ giờ đến lúc sinh, người chỉ cần làm một việc, điều dưỡng. Thần tượng thả giấm cũng thơm, thương mai gật đầu như giã tỏi, vâng, nhớ rõ chương 758, treo đầu dê bán thịt chó. Trần Gia và Tiêu Gia mở một hội nghị khẩn cấp. Lão Thái Quân rất chân thành, rất nghiêm túc, rất long trọng tổ chức một hội nghị ở đây là vì loan loan mang thai. Bởi vì, có nhiều khả năng là tam bào thai. Tiêu gia ở bên kia trông ngóng sinh mệnh mới đến giải cổ, nghe thấy loan loan mang thai, cũng vô cùng căng thẳng. Hội nghị này, dưới sự phòng thủ nghiêm mật của 12 vị tướng quân sinh tiêu, lòng trọng diễn ra. Quyết định cuối cùng, loan loan bị giam lỏng rồi. Đương nhiên, ra ngoài vẫn là có thể nhưng phải do 12 vị tướng quân sinh tiêu đi cùng, một chút sơ suất cũng không thể xảy ra. Loan loan lúc này choáng váng, mang thai sao có thể buồn bực ở trong nhà. Nàng ta từng tưởng tượng qua trăm ngàn lần, nếu như nàng ta mang thai, nàng muốn ướng cái bụng lớn, ngẩng đầu ướng bụng từ thành đông đi đến thành bắc, lại từ thành bắc vòng về thành tây, Tóm lại, nàng ta muốn tất cả mọi người trong thành đều biết mình mang thai. Đây là chuyện vui lớn, sao lại phải giấu? Mang thai mà lại không thể phóng khoáng như vậy, còn không bằng không có. Loan loan bên này gióng chống khua chiên, nhưng mà bên phía thương mai, lại nghiêm ngặt phong tỏa tin tức. Có an nhiên lão vương ra ở đây, mặc dù nói có chút bảo đảm, nhưng mà lão vương ra cũng không thể canh chừng thương mai toàn bộ thời gian mang thai được. Việc của ông vẫn tương đối nhiều, cho nên người ngoài không biết cô mang thai, càng tốt. Thực tế, truyền thuyết về hồ ly tinh trong thành ngày hôm nay đã đến cảnh giới sôi trào. Người bên cạnh thương mai đều là người thân cận, cũng biết cô mang thai, nhưng mà, không ai ngờ, một người phải biết nhất, lại vẫn không biết. Chính là Lão Thất. Lão Thất ở xa ngàn dặm, hắn ta đi một chuyến đến Nam Quốc với Việt Đông Vương. Mặc dù Nam Quốc bây giờ vẫn là đất phong của Nam Hoài Vương, nhưng mà, dưới chỉ đạo của triều đình, để Việt Đông Vương tiếp quản, bởi vậy, Mộ Dung Khanh tự mình đi một chuyến, xem thế lực nào nên đánh nát, thế lực nào nên chiêu an. Mà quan trọng nhất là, ở đây, Nam Hoài Vương rất được lòng người, Tôn Phương Nhi cũng rất được lòng người. Từ lúc Tôn Phương Nhi tìm Nam Hoài Vương nương tựa, vẫn luôn ở Nam Quốc chủ tính hiến kế cho Nam Hoài Vương, là thân phận tham mưu bên cạnh Nam Hoài Vương. Cho nên, rất nhiều quan viên ở Nam Quốc đều biết Tôn Phương Nhi. Chuyện này nhìn như là không có chút ý nghĩa nào thậm chí cảm thấy mộ dung khanh không cần phải đi làm chuyện không gấp gáp này nhưng mà nơi này có một huyền cơ lớn từ ngày truyền thuyết hồ ly tinh lộ ra mộ dung khanh cũng đã có ý định khác đại chu không giống bắc mạc trước đã từng nói võ tướng bắc mạc có địa vị rất cao mà binh quyền lại tập trung nhưng binh quyền đại chu không tập trung thậm chí có thể nói là phân tán dưới tay mộ dung khanh là có binh mã nhưng binh mã mà hắn nắm được không nhiều lắm, lúc hắn chủ chính, quả thật có thể điều động hàng loạt binh mã, nhưng mà, bây giờ không được, hôm nay hoàng đế đã lần nữa tự mình chấp chính, mà tiên đế trước đó vẫn luôn anh minh, dân chúng và binh lính đều quy phục, bởi vì không giống như hoàng đế Bắc Mạc và binh lính ly tâm. Mộ Dung Khanh biết, hắn nhất định phải có binh mã của riêng mình, đất phong của mình. Nam Quốc, hắn ngầm có ý chiếm rồi. Hoàng thượng làm ra nhiều chuyện mờ ám như vậy, kỳ thật là sợ hắn tạo phản hắn không phải muốn tạo phản chỉ là muốn tự bảo vệ mình hơn nữa muốn trả lại cho hoàng thượng một quân muốn hoàn thành mục đích từ trước tới nay hắn vẫn luôn muốn hoàn thành nhưng mà nam quốc bên này muốn thu cũng không dễ thực tế hắn chỉ là dừng lại ở đây mấy ngày muốn võ tướng nam quốc thần phục hắn cho dù đánh vào khẩu hiệu của tôn phương nhi đều khó có thể bởi vậy hắn quyết định Nam Hoài Vương lại đột nhiên xuất hiện ở Nam Quốc rồi. Nam Hoài Vương này, đương nhiên là từ tay Nhu Dao mà ra, mà người giả trang Nam Hoài Vương chính là thị vệ ngày xưa đi theo bên cạnh Nam Hoài Vương, bị Mộ Dung Khanh Thu mua lại. Hắn ta đi theo bên người Nam Hoài Vương nhiều năm, biết rõ nhất cử nhất động của Nam Hoài Vương, bởi vậy, giả trang Nam Hoài Vương không chút áp lực. Nam Hoài Vương ở Nam Quốc, đang đứng trước mặt quan viên và tướng quân ở Nam Quốc giảng hòa với mộ dung khanh, bắt tay làm hòa. Mà mộ dung khanh lại còn đồng ý, vì Nam Quốc tranh thủ giảm miễn thuế má một năm, bởi vậy, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, mộ dung khanh đã nắm được tâm của dân chúng Nam Quốc. Đây là bước cuối cùng của hắn, nếu không phải thật sự cần thiết, hắn sẽ không bước đi bước này. Làm xong tất cả mọi thứ, hắn nhanh chóng hồi kinh, tính thời gian, tình thế trong nội cung, hẳn là cũng sắp bắt đầu rồi. Hoàng thượng sau khi giao Nam Quốc cho Việt Đông Vương, khẳng định chưa có phòng bị với Nam quốc, bởi vậy, lực lượng ở sân sau này sẽ là bất ngờ đối với hoàng thượng. Đương nhiên, hắn hy vọng nhất chắc là không đi đến bước này. Trong nội cung, Tôn Phương Nhi muốn xuất cung rồi. Trước buổi tối ngày xuất cung, hoàng đế cho người phong tỏa dọc đường, muốn an toàn đưa Tôn Phương Nhi đến Quốc An tự. Ngày đó, mọi thứ nhìn như bình tĩnh, nhưng mà, rất nhiều người đều đang chờ Tôn Phương Nhi vẫn dùng lý do đến Quốc An tự cầu phúc như cũ, chuẩn bị rất nhiều thứ muốn dùng để cầu phúc, vẫn luôn không bước ra khỏi Hi Vi Cung nửa bước. Lúc trạng vạng, Nhi Quý Phi đến nhà Thanh Cung một chuyến, còn mang theo nhiều điểm tâm, nói là bồi tội. Ngày ấy vốn là tranh chấp từ chuyện mượn bạc, cũng không nói ai đúng ai sai, bởi vậy Mai Phi cũng không quá để trong lòng, ăn điểm tâm của nàng ta, hòa giải với nàng ta. Nhi Quý Phi ở trong nhà Thanh Cung Hàn Huyên một lúc, rồi đi khoảng giờ tí buổi tối, bụng Mai Phi đột nhiên đau xoắn lại. Nàng ta đang có thai, nửa đêm đau bụng sao được. Cúc Nhi lập tức đến Hy Vi Cung tìm Hoàng thượng rồi tìm Ngự Y. Ngự Y nói là Mai Phi ăn đồ không sạch sẽ, dẫn đến đau bụng. Hoàng đế giận dữ, cho người cha rõ. Cúc Nhi báo cáo những gì ban ngày thử qua cho Hoàng thượng, cả điểm tâm mà Nghi Quý Phi đưa đến. Hoàng đế suốt đêm sai người truyền Nghi Quý Phi đến, nghi quý phi thừa nhận là đưa đến chút điểm tâm nhưng mà không hạ độc ngự y cũng nói là không hạ độc chỉ là những thứ này không sạch sẽ có thể là đã qua đêm nghi quý phi kêu oan nói những điểm tâm này đều là mới làm là nàng ta nhìn chằm chằm vào nô tài tự mình làm bởi vì không phải hạ độc cho nên mặc dù hoàng đế kết luận những điểm tâm này làm mai phi đau bụng thật sự không phạt nặng gì nàng ta chỉ đuổi nàng ta về hoàng đế ở lại nhà thanh cung theo mai phi một đêm sắp hừng đông mới quay về hy vi cung trong hy vi cung tôn phương nhi đã chuẩn bị lên đường xong nàng ta vừa rửa mặt mặc xiêm y xong lương thụ lâm cho kiệu phu nâng kiệu chỉ đợi nàng ta ra ngoài hoàng đế đi vào nói với nàng ta mấy câu tôn phương nhi ôm bình xứ ra ngoài tôn phương nhi lên kiệu lương thụ lâm cho kiệu phu nâng kiệu đi ra ngoài xe ngựa chờ ở ngoài cửa cung đến cửa cung cô kiệu hạ xuống lương thụ lâm tự mình đỡ tôn phương nhi lên xe hơn trăm cấm quân mở đường đằng trước bởi vì đã phong tỏa con đường tôn phương nhi ra khỏi thành trước đó bởi vậy một đường không có chướng ngại xe ngựa ra đến ngoài thành tôn phương nhi gọi ngừng xe lại lương thụ lâm tiến lên nương nương có gì căn dặn sao tôn phương nhi xốc mảnh xe ngựa lên cười với lương thụ lâm một cái nụ cười kia đúng là vô cùng khinh miệt lương thụ lâm ngơ ngác một chút nương nương tôn phương nhi để tay lên mặt nhẹ nhàng kéo ra mặt xuống thế mà lại là một nha đầu xinh đẹp lương thụ lâm kinh hãi nhéo cổ nàng ta một cái ngươi là ai nương nương đâu miệng nha đầu chảy ra máu đen vẫn và nụ cười khinh miệt đầu hơi nghiêng cơ thể co quắp mấy cái mới ngã từ trên xe ngựa xuống đã độc phát bỏ mình rồi lương thụ lâm hô lên nhanh hồi cung phong tỏa cửa thành xe ngựa ra khỏi thành cần nửa canh giờ nửa canh giờ này cũng đủ để Tôn Phương Nhi thật sự rời khỏi Hoàng Cung rồi. chương 759, những năm này người vẫn luôn bắt nạt ta. Tôn Phương Nhi mất tích. Tin tức này truyền về lại trong cung, Hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, trước mặt bỗng tối sầm, gần như muốn té xỉu, cố nén cơn giận quay cuồng, giọng nói tàn nhẫn ra lệnh cha, cha rõ. Người không thể ở dưới mí mắt biến mất. Thi thể của nhà đầu kia bị đưa về, nhà đầu kia là cung nước quét dọn trước đây ở Hy Vi Cung. Người cung nữ này, vào cung 2 năm, đầu tiên là hầu hạ ở trong cung của nghi quý phi, sau đó sắp xếp ra ngoài, cũng đã hầu hạ mai phi, trong nội cung lương phi cũng đã từng hầu hạ, cuối cùng lại sắp xếp, đến hy vi cung làm cung nữ quét dọn nửa năm. Gần như không chút khả nghi, mà một cung nữ quét dọn, sau lưng nhất định có người sai xử, nàng ta cam nguyện vì người sau lưng này mà trả giá cả tính mang, hoặc là thật sự trung thành, hoặc là bị người nắm lấy điểm yếu nào đấy. Nhưng mà, một tiểu cung nữ, điều tra qua giường của nàng ta, không phát hiện gì cả, mà căn cứ vào ghi chép của nội phụ, phụ mẫu của tiểu cung nữ này đều đã mất rồi, chỉ có một người anh trai, người anh trai này sau khi nàng ta bị đưa vào trong cung, cũng không biết tung thích, là người không có bối cảnh không có lai lịch như vậy, có thể bị người bắt được điểm yếu gì. Lương thụ lâm phong tỏa toàn thành, điều tra toàn thành, ngay cả Tây Uyển cũng không bỏ qua. Hoàng đế luôn biết thương mai ở Tây Uyển, vì vậy Lương Thụ Lâm ở đây nhìn thấy cô, cũng không chút bất ngờ. Ngược lại, Thương Mai nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, hỏi chuyện gì xảy ra, Lương Thụ Lâm cũng không nói gì, chỉ nói là điều tra tội phạm giết người. Mọi người Thái Bình giả tạo một lúc, Lương Thụ Lâm rời đi. Hoàng đế đã giận đến mức sốc phòng của hi Vi Cung lên, Lương Thụ Lâm quay về bẩm báo không có tin tức gì, Hoàng đế ném một cái cốc đến, ngay giữa chán Lương Thụ Lâm, máu tươi lập tức tuôn ra, hắn ta không dám lau đi, chỉ quỳ trên đất thỉnh tội. Ngay dưới mí mắt của hắn ta, Tôn Phương Nhi lại biến mất. Hắn ta không phải là không nghĩ đến Mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai, nhưng mà, hắn ta vẫn luôn cho người nhìn chằm chằm vào Nhiếp Chính Vương phủ và Tây Uyển, mà nếu muốn bày ra một kế hoạch treo đầu dê bán thịt chó lớn như vậy, trong nội cung không có người tiếp ứng là không thể, cho dù trong nội cung có người tiếp ứng, bọn họ nhất định cũng phải đi ra ngoài hoạt động, nhưng mà, dù là Mộ Dung Khanh hay là Tiêu Thác Tô Thanh, đều không có hoạt động. Hạ Thương Mai vẫn luôn tránh ở Tây Uyển không ra ngoài. Hắn ta tạo ra vở kịch hồ ly tinh này, ngược lại để bọn họ thoát khỏi hiểm nghi. Đã không phải mộ dung khanh, vậy sẽ là ai? Sau cơn cuồng nổ qua đi, hắn ta bắt đầu tỉnh táo tự hỏi. Tối hôm qua hắn ta ngủ trong nội cung của Mai Phi, có thể thấy được là có người dẫn hắn ta rời đi. Người dẫn hắn ta rời đi là Mai Phi. Tối hôm qua hắn ta vẫn luôn ở lại nhà thanh cung, cho nên không phải nàng ta, đồ ăn không sạch sẽ mà Mai Phi ăn, là nghi quý phi đưa qua. Mà nghi quý phi tối hôm qua cũng quỳ cả một đêm ngoài nhà Thanh cung, nàng ta cũng không rời đi. Không phải hai người này, vậy gần như không còn chút manh mối nào. Còn lại Tần Phi và Hoàng hậu cũng làm không được chuyện này. Chẳng lẽ Mai Phi đau bụng, chỉ là vừa đúng lúc cho người ta cơ hội ra tay. Người đổi từ lúc nào, xung mạo tương tự như thế, nhất định là dùng thuật dịch xung thuật dịch dung hạ thương mai am hiểu nhưng mà nhưng mà hạ thương mai bây giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ cho dùm cô sau lưng bày ra cũng sẽ có người vì cô làm việc hơn nữa nếu như trước đó cô có năng lực làm như vậy hạ lâm sẽ không cần phải giả chết trực tiếp lén suốt cung là được dù sao hắn ta cũng không nhìn chằm chằm vào hạ lâm chặt chẽ như tôn phương nhi tuy lúc trước hạ lâm phải dùng đến kế giả chết là do không còn cách nào liên tục 3 ngày trong thành giới nghiêm, cửa thành đóng cửa. Hắn ta hy vọng, người còn chưa đi ra khỏi thành, chỉ cần còn ở trong thành, vậy thì còn hy vọng tìm đến. Lương Thụ Lâm đi qua Vương Phủ, Mộ Dung Khanh đúng là đang ở Vương Phủ, mà hơn nữa, cao thấp Vương Phủ cũng lật qua mấy lần, không tìm được Tôn Phương Nhi. Ba ngày ngắn ngủi, cấm quần gần như đều bới mỗi mảnh đất trong thành mấy lần, Tôn Phương Nhi giống như là bốc hơi, không chút dấu vết. Lục soát năm ngày, cuối cùng, hoàng đế dần dần hết hy vọng rồi hắn ta biết năm ngày này qua đi hắn ta không còn có thể tìm được tôn phương nhi nữa hắn ta bị bệnh hy vi cung đóng cửa điện hoàng đế từ lúc lành bệnh đến nay lần đầu tiên không lâm chiều không khí căng thẳng trong nội cung chỉ cần chạm là nổ đừng nói là hậu phi mặc dù là cung nhân đều cẩn thận từng chút sợ đụng đến thiên lôi nhưng mà sau khi mai phi khỏi hẳn lại tự mình đến nghi lan cung một chuyến gió thu vù vù hôm nay mặc lễ phục gấm hoa văn mây chìm thuê hình vẽ hoa nở phú quý, trải tóc búi, cắm châm như ý vân khảm ngọc, son phấn không đánh, nhưng vì thời gian mang thai điều dưỡng mà khí sắc mấy phần hồng nhuận. Nàng ta đưa Cúc Nhi đến, đúng là vẻ xuân phong đắc ý, không có chút nào cẩn thận như người trong hậu cung. Sao hôm nay Mai Phi lại rảnh rỗi đến đây? Nhi Quý Phi vẫn nằm trên ghế Quý Phi gần cửa sổ như cũ, nhìn qua nàng ta một cái, thản nhiên nói. Đúng, bổn cung đến thăm ngươi một chút xem xem người trước khi chết có dáng vẻ gì mai phi nói lời này nói vô cùng nhẹ nhưng lại như nghiến răng nghiến lợi nghi quý phi nghiêng đầu nhìn nàng ta ồ lên một tiếng dường như có chút kinh ngạc nhưng lại lập tức cười lạnh sau khi mai phi có thai quả nhiên là không giống nữa vẻ mặt mai phi tự đắc cười cười ngồi xuống nói với cúc nhi người đi ra bên ngoài điện ta có hai câu muốn nói với quý phi nương nương sắc mặt quốc nhi có chút tái nhợt nhìn mai phi nhưng vẫn là theo lời ra khỏi nghi quý phi thản nhiên nói muốn hỏi hôm đó bản cung có hạ độc với ngươi hay không ngư y đã nói ngươi không trúng độc cho nên chúng ta không có gì đáng nói nhưng mà những điểm tâm đó quả thật có vấn đề mai phi nghịch nghịch tóc mai một chút ngày xưa khúng núm bây giờ trở nên tự tin vậy thì thế nào ngươi có chứng cứ sao nghi quý phi cười lạnh vẫn là vẻ khinh miệt như cũ. Mai Phi cũng cười, đúng thế, ta không có chứng cứ, đối với việc ngươi làm, ta sao có thể có chứng cứ chứ? Ngươi tư thông với thái tử, ta không có chứng cứ, mặc dù ta tận mắt nhìn thấy, ngươi hại thương Mai, ta không có chứng cứ, cho dù ta biết, ngươi hại ta, ta cũng không có chứng cứ, mặc dù ta thật sự bị hại, ngươi lén đưa tôn phương nhi xuất cung, ta cũng không có chứng cứ, mặc dù, mọi thứ ta đều có thể hiểu được. Đáy mắt nghi quý phi, đột nhiên giận dữ, người muốn nói cái gì? Ta muốn nói, Mai Phi đi sang ngồi, an vị bên cạnh nàng ta, khẽ cười nói, ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao không báo ứng lên người của con ngươi chứ? Nghi quý phi một tay bóp lấy cổ nàng ta, giận dữ, dùng sức, con mắt trừng to, giữ tợn nói, người muốn chết. Mai Phi gần như không cách nào hô hấp, mặt biến thành màu đỏ tía, nàng dùng sức kéo, móng tay nghi quý phi quét qua da thịt của nàng ta, kéo ra hai vết máu, mà móng tay nhi quý phi cũng bị gãy mất. Mai phi hồn nhiên không để ý đến, trên gương mặt có vẻ tàn nhẫn, người nói, nếu như ta đi nói với hoàng thượng, cùng nữ chết đi đấy là người của ngươi, hoàng thượng có thể tin hay không? Tôn Phương Nhi là ngươi lén đưa xuất cung, hoàng thượng có thể tin hay không đây? Nhi quý phi chừng nàng ta, đột nhiên cười ha hả, người đi nói, cứ việc nói, xem hoàng thượng có thể tin ngươi hay không? Mai Phi nhìn khuôn mặt ngang ngược cản rỡ của nàng ta, vẫn luôn như vậy, nghi quý Phi làm cái gì, đều là nhiệt liệt kiêu ngạo, không chút cố kỵ, bởi vì, nàng ta đã tính xong từng con đường lui của mình. Ngoài cửa, hình như truyền đến tiếng cúc nhi ho khan. Mai Phi nhìn nàng ta, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng gẩy lại tóc của nàng ta, lại đột nhiên lại đột nhiên rút cây châm trên đầu nghi quý Phi xuống, nhanh chóng lùi về sau một bước, nhắm ngay lồng ngực của mình. Nụ cười của Mai Phi càng thâm sâu, những năm này, người vẫn luôn khi dễ ta, người còn nhớ không? chương 760, ta cho đến bây giờ đều xem thường nàng ta. Nghi quý phi nhìn chầm chầm vào nàng ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi, Mai Phi cười vô cùng lạnh lùng, người thật sự cho rằng là ta mềm yếu có thể lấn được. Thật sự cho rằng ta cái gì cũng phải làm cho ngươi sao? Ngươi nghĩ rằng ta không có nhà mẹ đẻ để dựa vào là phải nghe lời nói của một tiên bi mọi dợ, Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy? Nhi quý phi thẹn quá hóa giận, giọng nói tàn nhẫn nói: Ta nói sai sao? Ngươi chính là người tiên bi. Năm đó là quý thái phi giả tạo thân phận cho ngươi, đưa ngươi vào cung hầu hạ hoàng thượng. Ngươi vừa một bên vì quý thái phi, vừa cấu kết với người tiên bi, lại càng cấu kết với đại lương quốc và bắc mạc. Ngươi dùng hết mọi thứ có thể dùng, bố trí đường lui cho con của ngươi. Thậm chí vì tiếp cận lương thái phó, ngươi không tiếc nương vào thái tử hôm nay, cho rằng chiêu quý phi có thai, lại sinh lòng ganh tị, sợ sau này nàng ta sinh hạ hoàng tử, sẽ trở thành uy hiếp của ngươi. Ngươi lại gọi người giết nàng ta, băm chôn thi thể nàng ta ở hậu viện nghi lan cung, nghi quý phi à nghi quý phi, ngươi cảm thấy mình bẩn không? Cảm giác mình đen tối không? Đáy mắt nghi quý phi hiện lên một tia sát khí, lạnh lùng nói, ngươi là đang nói bừa, rốt cuộc ý muốn thế nào? Nàng nhanh chóng phát hiện không ổn, sau khi nàng ta vào cửa, nói biết nàng đưa Tôn Phương Nhi xuất cung, bây giờ lại nói nàng băm thi thể chôn ở hậu viện. Mai Phi xì một tiếng cười khinh miệt, người nghĩ rằng ta hôm nay có mưu đổ mới đến. Ngươi sai rồi, ta là đến vạch trần diện mục của ngươi. Ngươi quý phi giận quá hóa cười, bằng vào ngươi. Hơi thở tàn nhẫn trên mặt Mai Phi tự nhiên thu lại, lộ ra một nụ cười trong quyến rũ có mấy phần lạnh lùng, cây châm trong tay, đâm thẳng về phía bụng mình, máu tươi túa ra, nàng ta không chút để ý, lại rút ra đầm vào lồng ngực của mình, sau đó cả người bổ nhào về phía trước, nhào lên người nhi quý phi, kêu lên cứu mạng a cứu mạng! Nhi quý phi một cước đá văng nàng ta, mắt phượng cuồng nộ, sát khí tỏa ra. trong cái giây phút nhấc tay đó, thấy lộ công công ở cửa ra vào. sáng sớm hôm nay, tiền bị tiến cống rất nhiều vàng bạc châu báu, hoàng thượng bảo lộ công công và bao công công phát cho các cung. phía bên quý phi này, đương nhiên là lộ công công tự mình đưa đến. đầu mai phi nặng nề đập xuống đất, mới phát giác được cơn đau bén nhọc từ ngục và bụng chuyển đến, vừa rồi lúc đứng, đâm vào bụng trước, cho nên máu chảy dọc theo bụng đi xuống, như vậy, đạt được đến hiệu quả nàng ta muốn. Cây châm của nghi quý phi bị mai phi đoạt đi, tóc mai xóa ra, đầu tóc tung bay, gió thu thổi qua, giống như là điên cuồng, nàng ta nhìn chầm chầm vào mai phi, ánh mắt tối tắm, sát ý không bỏ. Người đến, thỉnh ngự y, lộ công công bước nhanh đến, ôm lấy mai phi, sau đó lạnh lùng nói với nghi quý phi quý phi nương nương quá mức rồi nghi quý phi chỉ cảm thấy trong cổ họng có một vị ngai ngái trước mắt toàn là máu cả người nàng ta chìm trong cuồng nộ toàn thân run rẩy sao có thể thua trong tay mai phi sao có thể trúng kế nàng ta trong hậu viện quả thật có chôn một thi thể bị băm ra hoặc lại nói không chỉ một nàng ta ở trong cung này cũng không phải toàn bộ đều là người của nàng ta có mấy người là nội phủ đưa đến chỉ phụ trách chuyện bên ngoài điện, ngày hôm đấy, Tôn Phương Nhi cất bước, bị nha đầu kia nhìn thấy, dựa theo lễ cũ trước đây, nàng ta gọi người băm chôn Lộ công công đi không bao lâu, có cấm quân xông đến, bao vây nghi lan cung. Nhưng mà không ai đi vào, chỉ còn chờ hoàng thượng. Hoàng thượng ở nhạc thanh cung, từ sau khi Tôn Phương Nhi mất tích, mấy hôm nay hắn ta vẫn luôn trong trạng thái cuồng nộ. Hôm nay nghi quý phí hoảng sợ đâm Mai Phi bị thương, khuôn mặt của hắn ta nổi bão tố lên lúc hắn ta đi vào mai phi vẫn đang hôn mê toàn thân đầy máu đứa bé thế nào hoàng đế nắm chặt ngự ý con mắt cũng trừng ra lời nói là từ trong kẽ răng rít ra ngự y sợ đến mức toàn thân run rẩy hai chân mềm nhũn hoàng thượng bụng mai phi nương nương bị thương đã không còn hoạt mạch nữa rồi bệnh lâu thành thầy hoàng đế biết không còn hoạt mạch nghĩa là đứa bé không còn hoàng thượng bất giận hoàng thượng bất giận người toàn cung quỳ xuống gương mặt sợ hãi nói hoàng đế lảo đảo hai bước khuôn mặt bi thương trời vong chậm a trời vong chậm a hạ lâm tôn phương nhi bây giờ ngay cả đứa bé cũng mất đây là ông trời nhắc nhở hắn ta là ông trời trừng phạt hắn ta hoàng thượng lộ công công quỳ trên mặt đất dứt khoát nói nô tài có chuyện bẩm báo hoàng đến đi theo hắn ta sau đó lạnh giọng sắp xếp ngự ý nếu như không cứu được mai phi về sách đầu các người đến gặp chấm. Thương thế của Mai Phi không tính là nặng, bụng khá là nghiêm trọng, miệng vết thương ở ngực không chạm đến tim, bởi vậy không lo lắng đến tính mạng. Nhưng mà, nàng ta mất máu quá nhiều, vẫn luôn hôn mê. Ngoài điện, người thiên chân vạn sắc nghe được nàng ta nói như vậy. Khuôn mặt hoàng đế, căng đến mức sắp đứt. Lộ công công nói, thiên chân vạn sắc, nô tái đưa đồ tiên bị tiến cống đến nghi lan cung, ở bên ngoài điện, nghe thấy Mai Phi nương nương và Nghi Quý Phi đang khắc khẩu, nô tài vốn định đợi hai vị nương nương nói xong mới vào, không nghĩ đến, cuối cùng lại ẩm ý mãnh liệt, từng chữ Mai Phi nương nương nói ra, nô tài đều nghe rõ ràng, Mai Phi nương nương nói xong một lúc, thì nghe thấy tiếng hô cứu mạng, nô tài lập tức phá cửa mà vào, đúng lúc nhìn thấy Quý Phi nương nương một cước đá văng Mai Phi nương nương cả người toàn máu. Một cước kia, có thể thấy được là nàng ta có nội công. Âm thanh của hoàng đế, như là trên trời giáng xuống, lộ ra vẻ phẫn nộ, nàng ta là người tiên bi. Quý Thái Phi làm giả thân phận nàng ta để đưa người đến bên cạnh chấm. Cấu kết với tiên bi, cấu kết bắc mạc đại lương. Tư thông với Thái tử bị phế, bởi vì ghen ghét giết tôn phương nhi, người thiên chân vạn sắc nghe được. Mai Phi nương nương nói như thế, nghi Quý Phi cũng không phủ nhận. Sau khi Mai Phi nói những lời này xong, Quý Phi ra tay, sau khi nô tài đi vào, sát khí nơi đáy mắt của nghi Quý Phi vẫn chưa thu lại lộ công công nói bãi dã nghi lan cung âm thanh của hoàng đế mềm mại như là hơi thở đến mức có mấy người không thể nghe thấy nhưng mà đáy mắt đỏ hồng dữ tợn lại dọa cả lộ công công trong nội cung nghi lan từ lúc lộ công công mang mai phi đi sai cấm quân đến phong tỏa nghi quý phi vẫn ngồi ở trước hiên thanh phù và tĩnh lan đứng bên cạnh nàng ta thất hoàng tử đâu nàng ta ngẩng đầu lên trên mặt là nụ cười lạnh lùng bẩm nương nương, ở thư phòng, tĩnh lan nói. Nhi quý phi nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, cuối thu thanh mát, vạn dặm không mây, thời tiết rất đẹp. Thanh phù, tĩnh lan, các người thích bầu trời bao la của đại chu sao? Nhi quý phi nghiêng đầu, cười hỏi. Không thích, hai người chăm miệng một lời nói. Nhi quý phi gật đầu, hai tay giấu trong tay áo, đúng thế, bổn cung cũng không thích, nhưng mà, bổn cung thích đại chu thái bình thịnh thế, thích cảnh ca múa thái bình của Đại Chu, thích vinh hoa phú quý của Đại Chu, thích quyền thế hô phong hoán vũ trong hoàng cung này. Vẻ mặt của nàng ta có chút dại ra, kém một bước nữa, chỉ là kém một chút nữa, 10 năm rồi, đây là giấc mộng của ta, làm 10 năm rồi, trong hoàng thân và quyền thần, ta thuần thục, không ai không nể mặt ta, trong tay ta nắm nhược điểm của rất nhiều người, những người có bản lĩnh phản bội ta, ta cũng giữ khuyết điểm của bọn họ, ta có thể khống chế mọi thứ, chỉ có Mai Phi, người ta không để trong lòng cho đến bây giờ chỉ xem thường, lại hung hăng cắn ta một cái. chương 761, ngũ mã phanh thây. Nàng ta nói xong, nở nụ cười, hai tay lại nắm chặt lại, ta cho đến bây giờ đều xem thường nàng ta, nàng ta có cái gì đáng để người ta để mắt đến. Có biết không, bổn cung được phong làm nghi phi, nàng ta bám lấy đến chúc mừng bổn cung, lại còn nịnh nọt, lại còn bợ đỡ, vô cùng hèn mọn, nàng ta lúc đó, tốt xấu gì cũng có lão phu nhân tướng phủ và thừa tướng làm chỗ dựa, nhưng mà tư thái vô cùng thấp kém rất hèn mọn xem thường nàng ta bổn cung thực xem thường nàng ta nàng ta nghiêng đầu nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia cảm giác bây giờ như là đang ở trong mộng nàng ta thất bại chỉ là một giấc mộng sao không thể nào thua trong tay mai phi được nàng ta cả nghĩ cũng không hề nghĩ đến đây gần như là không thể nào nương nương tĩnh lan và thanh phù cũng rơi lệ rồi chuyện cho đến bây giờ chuyện gì cũng không làm được Nghi Lan Cung bị phong tỏa, thậm chí ngay cả tin tức cầu cứu cũng không thể truyền ra. Cơn ác mộng này đến quá đột một, các nàng không có chút phòng bị nào, tất cả mọi chuyện đều trôi chảy như vậy. Ngay cả khi phong tỏa toàn thành, bọn họ cũng có thể đưa tôn phương nhi ra ngoài sắp xếp ổn thỏa, sao lại lật thuyền trong rãnh nước chứ? Hoàng thượng giá lâm, âm thanh của lộ công công như là sứ giả địa ngục vang lên trong Nghi Lan Cung, cả người Nhi Quý phi run lên, nàng ta ngẩng đầu nhìn tĩnh lan và thanh phù các ngươi tìm cách thông báo ra bên ngoài để bọn họ dù là thế nào cũng phải bảo vệ thất hoàng tử vâng nương nương một bóng dáng màu vàng sáng bước nhanh đến một đám người đi theo sau nghi quý phi nhìn hắn ta lạnh lùng nở nụ cười từ lúc vào cung nàng ta đã từng giống như những phi tần khác trong lòng cũng từng có chờ mong với hắn ta nhưng mà tình yêu không lâu dài cũng như ân sủng của hắn ta hơn nữa Nàng ta chưa từng cho rằng tình yêu là tất cả cuộc sống của mình. Từ sau khi có con, nàng ta bắt đầu thận trọng, tính toán vì con của mình, con của nàng ta, sau này không giống như thời ấu thơ của nàng ta, trải qua đủ loại loạn ly, hắn nên từng bước được nâng đỡ, leo lên vị trí cao. Nàng ta vẫn nhìn hắn ta như trước, trong đáy mắt hắn ta là cuồng nộ bùng cháy, ngọn lửa cuồng nộ này gần như có thể thiêu cháy nàng ta. Mai Phi chọn một thời điểm rất tốt, Hạ Lâm ra đi tôn phương nhi mất tích hắn ta gần như mất hết lý trí cho nên hắn ta sẽ không tỉnh táo suy xét mọi thứ của mai phi có hợp tình hợp lý hay không chỉ còn một chút ý thức mà phát thiết lửa giận lên người nàng ta nàng ta nhẹ nhàng cắn nát viên thuốc trong miệng trên mặt dần lộ ra nụ cười phụ hoàng phụ hoàng một bóng người nhào đến bước lên ôm lấy hoàng đế thân xác nàng ta cứng đờ là hoàng nhi cái đứa này tự cho là thông minh hắn nhất định đã biết rồi nhưng mà ngàn vạn không cần phải cầu tình cho nàng ta phụ hoàng thất hoàng tử khóc quỳ xuống ngài đến rồi nhi thần thật là sợ mẫu phi trở nên rất đáng sợ dọa chết nhi thần rồi hoàng đế hơi cúi đầu nhìn đứa bé sợ đến mức toàn thân phát run khuôn mặt tái nhợt đáy mắt đầy dẫy hoảng sợ và bối rối giống như bạch tuộc ôm lấy chân hắn ta nửa quỳ dưới đất thất hoàng tử nhanh nhanh đứng lên lộ công công vội vàng tiến lên kéo hắn ra Thất hoàng tử dùng sức ôm lấy Lộ công công, cả người run rẩy, "Công công, cứu ta, mẫu phi nói hận chết phụ hoàng, muốn giết ta, để phụ hoàng đau lòng, bà nói bà thích đại ca ca, bà hận ta không phải là con trai của đại ca ca, ta làm sao bây giờ?" Thất hoàng tử nói xong, gào khóc lên, khóc rất thê thảm. Nghi quý phi nghe nói những lời nói này, nhìn đứa con trai mình vẫn luôn xem như là bảo bối, từ nhỏ, nàng ta đã cảm thấy đứa con trai này thông minh hơn người suy nghĩ linh hoạt, bởi vậy, nàng ta nhận định sau này có khiếu làm đế vương. Hắn thật sự rất thông minh, vừa nói như vậy, phụ hoàng của hắn sẽ không hoài nghi hắn có phải là con trai của mình không. Khóe miệng của Nghi Quý phi chảy ra một giọt máu đen, nhìn chằm chằm vào Thất hoàng tử, đáy mắt hận ý như lửa đốt, nghịch tử, ta chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Lời ấy, giống như là làm chứng cho lời nói của Thất hoàng tử. Tiện nhân, hoàng đế tức giận đến mức toàn thân phát run tắt một cái lên mặt nàng ta. Nghi quý phi té xuống, ánh mắt của nàng ta nhìn chầm chầm vào thất hoàng tử, không rõ là yêu hay hận, hoặc giả là cả hai. Sao lại đối với mẫu phi như vậy? Thanh âm của nàng ta, mơ hồ không rõ, chỉ có chính nàng ta nghe thấy. Nàng ta tán thưởng hắn thông minh thức thời, nhưng mà nàng ta lại không hy vọng hắn đối với mình như vây. Thất hoàng tử dùng sức lùi về phía sau, khóc vô cùng thương tâm lộ công công vội vàng giấu hắn ở đằng sau không cho hắn nhìn tận mắt nghi quý phi chết hoàng đế không quan tâm đến thân phận lại nhào qua bắt lấy nghi quý phi chỉ còn lại một hơi thở cả giận nói nói tôn phương nhi ở đâu trong miệng nghi quý phi không ngừng phun ra máu đen lương thụ lâm thấy thế nói hoàng thượng thị nữ giả trang chiêu quý phi cũng giống quý phi nương nương đều là trong miệng chảy ra máu đen ngươi nói hay không hoàng đế cuồng nộ liên tục tát nàng ta mấy cái khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ của nghi quý phi, lập tức sưng phồng lên. Nghi quý phi suy yếu nở nụ cười, nàng ta chết rồi, người vĩnh viễn không thể tìm ra nàng ta, nàng ta chết rồi, người cũng sống không nổi. Nàng ta đột nhiên hít một hơi, dùng hết sức toàn thân, bò về phía lộ công công, bắn độc châm từ trong tay áo ra, giống lên, giết chết ngươi, nghịch tử, ta giết chết ngươi. Lộ công công nhanh chóng ôm thất hoàng tử phi thân đi, tránh thoát độc châm, mặc dù đã tránh thoát, nhưng mà bị dọa cả người toát ra mồ hôi lạnh. Hoàng đế thấy tình hình như vậy, sự cuồng nộ trong đáy mắt càng tăng lên, hắn ta đứng lên, căm hận chừng nàng ta, chậm rãi hạ lệnh, người đến, kéo nàng ta ra ngoài, ngũ mã phanh thây. Lương thụ lâm tuân lệnh, giơ tay lên, cho người kéo nghi quý phi đã hấp hối ra ngoài. Hoàng đế cố gắng đứng lại, lại chỉ cảm thấy một hồi thiên địa chuyển rời, trước mắt không ngừng biến thành màu đen, hắn ta nhắm mắt lại, muốn cố gắng ngăn lại cơn choáng váng này, mắt vừa khép lại, người đã ầm ầm ngã xuống. Phụ hoàng, hoàng thượng, trong cung hy vi, tất cả người y trong cung đều vây trước long sàng, chờ người trên giường tỉnh lại. Hoàng đế hôn mê hai ngày hai đêm, hai ngày, chỉ có thể cưỡng chế rót nước cơm, gần như là nhìn tính mạng của hắn ta sói mòn từng chút một, bất lực. Chấm đỏ trên người hắn ta, chậm rãi lộ ra, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết. Lúc trước tôn phương nhi té xỉu, Hắn ta thương cảm tôn phương nhi, để nàng ta tạm dừng dùng cổ, hôm nay, đã quá 10 ngày không dùng rồi, cho nên, bệnh của hắn ta, chậm rãi phát tác. Mí mắt nặng như nghìn cân, nhưng mà, hắn ta vẫn cố gắng mở ra. Phụ hoàng, lương vương ở bên cạnh gường, nghẹn ngào gọi hắn ta một tiếng. Hoàng đế nhìn hắn ta, đột nhiên cảm thấy đứa con trai này rất lạ lắm, nhưng mà, đáy lòng lại dâng lên một tình cảm ấm áp, con của hắn ta. Con trưởng của hắn ta trưởng thành rồi. Hoàng thượng, Lộ công công cũng bước lên, gọi một tiếng, ngài cảm thấy thế nào? Hoàng đế chậm rãi xoay mắt đi chỗ khác, chuyện trước lúc té xỉu dần dần hiện lên trong đầu, ngược hắn ta đau nhức một lúc, tiện nhân kia. Mai phi thế nào? Hắn ta hỏi, đối với Mai phi, bây giờ hắn ta mới cảm thấy có chút áy náy, đây là người phụ nữ mà hắn ta đã không để mắt đến rất lâu. Mai phi nương nương đã tỉnh, Hôm nay nghe thấy hoàng thượng bị bệnh, khóc muốn đến gặp hoàng thượng, chuyện này, Lương Vương điện hạ khuyên bảo xong mới đến. Lộ Công công nói, hoàng đế lẳng lặng nghe, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đột nhiên, trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, Nghi Lan cung, đào ba thước đất, đào thi thể chiêu quý phi ra. Chương 762, Gieo gió gặt bão. Lương Vương nói, phụ hoàng, Nghi Lan cung đã đào rồi, trong hậu viện của Nghi Lan cung, đào ra rất nhiều thi hài phỏng đoán sơ bộ, hơn 10 bộ, thi hài không hoàn chỉnh, hẳn là băm nát toàn bộ thịt, xương cốt bị chặt đứt, sau đó trôn xuống đất, lúc đào ra, phát hiện một đống thịt nhão, hẳn là vừa chết không lâu. Là chiêu quý phi, phải không? Đầu của hoàng đế, chậm rãi thả lỏng, ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào lương vương. Không cách nào xác nhận, vẻ mặt lương vương đau khổ. Sự thất vọng to lớn sông lên, chậm rãi biến thành tuyệt vọng. Là tôn phương nhi, hắn ta lục soát cả kinh thành, phong tỏa cửa thành, nếu như Tôn Phương Nhi còn sống, không thể nào không soát ra được. Người đã sớm biến thành thịt vụn, khó trách không tìm ra được. Hoàng đế lẩm bẩm trước kia, lão Tổ Tông thường nói với chấm, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lúc ấy, chấm còn cười, nói ngài cũng là phụ nữ, vì sao lại nói như vậy? Hắn ta nhìn Lương Vương, người đoán xem, lão Tổ Tổng trả lời chấm thế nào? Con mắt Lương Vương căng thẳng, nhị thần ngu dốt. Hoàng đế thở dài, vươn tay, muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng mà, tay dừng lại giữa không chung, từ từ rủ xuống, bà ấy nói, sự độc địa của phụ nữ, ẩn ấp trong tâm, hiểu cách ngụy trang che giấu, một giọt nước mắt, làn thu thủy, có thể làm đàn ông giao tâm ra, tin tưởng. Chấm từ nhỏ ở bên cạnh lão tổ tông, nghe lời của bà mà lớn lên, bởi vậy, đối với phụ nữ chưa hoàn toàn thổ lộ tình cảm, mặc dù là chấm thích nhất, chấm cũng thà rằng không cần, bởi vì, chấm không muốn vì phụ nữ mà làm tâm mình loạn, quyết định sai lầm, lại không ngờ, không ngờ được, thì ra người ở bên cạnh âm thầm mới là con rắn kịch độc. Hoàng đế nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, người có vẻ rất mệt mỏi, hô hấp cũng bắt đầu không thuận. Người y, phụ hoàng rốt cuộc là thế nào? Đến cùng vẫn là phụ tử, lương vương mà dù khinh thường những gì phụ thân làm, nhưng mà cuối cùng cũng không cắt được cốt nhục tình thân. Viện phán kéo lương vương ra bên ngoài điện, khẽ nói, điện hạ hoàng thượng bệnh cũ tái phát, mà trong cơ thể lại có máu độc chảy cuồn cuộn, hẳn là sẽ từ từ xuất hiện ảo giáo, thần trí loạn lạc, hồ ngôn loạn ngữ, vừa rồi thần thấy vẫn luôn nói chuyện, hẳn là xuất hiện triệu chứng, nếu không có thuốc tốt, sợ. Lương vương trong lòng đau xót, thế nào? Sợ là không qua nổi một tháng, viện phán nói xong, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Lương vương dùng tay xoa lên mặt một cái, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Lúc sau, hắn kéo viện phán một chút biện pháp cũng không có sao viện phán nói vi thần vô năng chỉ là không biết vương phi có còn biện pháp hay không lương vương không phát ra tiếng thương mai bây giờ mang thai đương nhiên không thể vào cung hơn nữa phụ hoàng cũng không còn mặt mũi nào mà truyền thương mai vào cung dựa theo lời hắn ta vừa nói hắn ta hẳn là biết mình làm sai biết sai thì sẽ biết xấu hổ hoàng đế lúc tỉnh lúc mê, lại hồ ngôn loạn ngữ. Có đôi lúc, kéo lộ công công nói những chuyện quá khứ, có lúc, lại kéo lương vương nói những kế trị quốc tương lại, có lúc lại mạnh mẽ lên án loạn thần tặc tử, có đôi lúc, lại lẳng lặng ngồi, trầm tư, đáy mắt lại lộ vẻ hung ác. Rất nhiều chuyện, là một vòng luân hồi, hắn ta giống như trở về lúc trước khi tôn phương nhi vào cung, có lẽ tình huống còn tệ hơn. Tiếng bá tính lên án công khai thương mai, càng lúc càng nhiều. Từ sau khi quốc sư khai đàn, Vương phủ đã mấy lần bị người đánh vào, thông tin thương mai ở Tây Uyển vốn không có nhiều người biết, nhưng mà cũng dần dần truyền đi, Tây Uyển liên tục bị bạo dân đánh vào. Nhưng mà, kỳ thật thương mai vào lúc Mai Phi gặp chuyện không may, đã âm thầm đưa ra ngoài thành, ở trong bảo an tự. Cho nên, lúc bạo dân cuối cùng vượt qua phòng tuyến Tây Uyển, đi vào đòi đánh đánh giết giết, lại không tìm được thương mai. Trong thành Lâm vào thế cục loạn lạc trước nay chưa từng có. Cuối cùng, hoàng đế hạ chỉ, truyền quốc sư đến Hi Vi cung yết kiến. Truyền thuyết hồ ly tinh, vốn là từ thứ châu mà nổi, đương nhiên cũng là một tay hắn ta sắp đặt. Hắn ta muốn chính là hủy diệt cái nhìn của dân chúng với mộ Dung Khanh và Hạ Thương Mai. Vì tạo ra cuộc khủng hoảng toàn dân này, hắn ta chuẩn bị rất lâu, thậm chí sắp xếp rất nhiều người tạo lời đồn ở kinh thành. Nhưng mà đến bây giờ, hắn ta mới biết hắn ta làm nhiều chuyện như vậy, là gậy ông đập lưng ông nghĩ cách bình ổn oán thán trả lại danh cho vương phi hôm nay hoàng đế tinh thần hơn nhiều bởi vì viện phán bắt đầu cho hắn ta dùng phương thuốc trước đây vương phi để lại ảo giác ít đi rất nhiều người cũng tinh thần lên chỉ ba thang thuốc đã thấy hiệu quả rồi hắn ta không còn tôn phương nhi nữa muốn sống sót chỉ có thể dựa vào hạ thương mai nhưng mà hắn ta không thể truyền triệu một con hồ ly tinh tiến cung xem bệnh hạ thương mai phải là đại phu vì dân chữa bệnh cứu khổ cứu nạn lúc trước. Hoàng thượng, quốc sư không biết tình hình, nghe hoàng thượng nói như vậy, lại không đồng ý, mà kịch này, dù là hoàng thượng bày ra, nhưng mà sau lưng hắn ta dùng không ít sức, chỉ cần bạo dân lại đánh vào, là có thể truy sát hạ thương mai, chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ trả lại danh dự, là uổng phí tâm cơ, làm việc vô ích. Hoàng đế sẵn giọng nhìn ông ta một cái, chấm bảo ngươi làm thế nào, ngươi làm thế đấy, nói nhảm cái gì quốc sư thấy thần sắc uy nghi của hắn ta trong lòng dùng mình mặc dù không cam lòng lại không dám lỗ mãng dạ quốc sư chậm rãi lui ra ngoài nhiệt huyết trên người chậm rãi lạnh xuống trong lòng lo lắng dù làm thế nào cũng không ổn định được lúc tu hành không nhìn thấy nhân gian phú quý ông ta còn có thể tĩnh tâm nhưng mà từ lúc được sắc phong làm quốc sư mỗi ngày có không ít hoàng công hầu tước đến cửa kính thăm khiêm cung hữu lễ với ông ta Ông ta cảm nhận được tư vị của quyền thế và đế sung. A Di Đà Phật. Quốc sư lại lần nữa khai đàn, ngày đó, vạn dặm không mây, bầu trời sáng trong giống như viên ngọc bích. Quốc sư thông cáo thiên hạ, đã tìm ra Hồ Ly Tinh, hơn nữa đã chu sát. Hồ Ly Tinh chính là nghi quý phi đến từ Tiên Bi, lại ở trên đàn, tuyên đọc từng tội trạng của nghi quý phi. Giả tạo thân phận, khi quân phạm thượng, mưu hại cung phi, độc sát cung nữ móc tim nuốt sống người trong cung nghi lan, nghiền xương thành cho, sắp đặt hãm hại nhiếp chính vương phi, thậm chí còn băm thây vạn đoạn chiêu quý phi, đủ loại hành vi phạm tội không dưới trăm điều, thậm chí, cái chết của tôn thái hậu, cũng có liên quan đến nàng ta. Quốc sư nói, trước đó vẫn luôn không chứng minh trong sạch cho nhiếp chính vương phi, là vì không muốn bứt dây động rừng, tránh cho bị hồ ly tinh phát giác. Sau khi vương phi bị uất ức, vẫn yên lặng chịu đựng, lòng ra sắt son, có nhật nguyệt chứng giám, vì vậy, Hoàng thường đặc biệt sắc phong Vương Phi thành nhất phẩm Vương Phi, khen ngợi trung tâm và ái dân của nàng. Dân chúng là dễ lừa gạt nhất, hơn nữa, trước khi quốc sư khai đàn, đã có tin tức từ Thứ Châu truyền đến, nói con hồ ly tinh này, đến từ Tiên Bi. Mà trước đó, trong cung cũng lộ ra, nói trong cung nghi lan đào được rất nhiều thi cốt, toàn bộ thi cốt đều mất thịt, chỉ còn lại xương trắng hiếu, hơn nữa, nghe nói chiêu quý phi và đứa con trong bụng nàng ta, cũng bị hồ ly tinh hút hết cốt thủy, tử trạng thê thảm lời đồn, trong vòng một ngày, thay đổi lớn. Những dân chúng trước đó theo bạo dân xung kích, cũng đều phủi sạch, nói lúc đó bị hồ ly tinh làm phép che mắt, mới phạm vào chuyện hồ đồ như vậy. Khi mộ dung khanh nghe được những chuyện này, là sau khi sắp xếp tôn phương nhi xong, quay về vương phủ. Hắn đạm mặc cười, mất công bận rộn một thời gian, há có thể dễ dàng cam tâm như vậy. Đây là một phần của kế sách, truyền thuyết hồ ly tinh, hắn không muốn dẹp loạn, ngược lại, còn không ngừng làm lớn lên. Hắn muốn cái người địa vị cao kia gieo gió gặt bão. Mà hắn không cần phải làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi là được. Nhưng mà, hồi tưởng lại cả kế hoạch, công lao của Mai Phi đúng là không thể bỏ qua. Chương 763, không tiến công. Mộ Dung Khanh cuối cùng cũng có thể đến bảo an tự đón Thương Mai về rồi. Thương Mai được người của Tố Nguyệt lâu đưa ra ngoài, trong lúc đó chưa gặp Mộ Dung Khanh qua sau khi quốc sư khai đàn dân gian liền có tin tức vương phi sau khi thăm viếng liên đại học sĩ hồi kinh thì lập tức đến bảo an tự cầu phúc cho nước cho dân hy vọng sớm ngày giết được yêu nghiệt cứ như vậy sau sự kiện hồ ly sinh danh tiếng của thương mai lại tăng thêm một bậc tất cả mọi người chỉ biết có nhiếp chính vương phi mà không biết có hoàng hậu dù sao hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ kia không có chút cống hiến gì khi hồ ly tinh làm loạn trong cung mộ dung khanh đến bảo an tự thì thấy an nhiên lão vương gia cũng có ở đó có chút ngạc nhiệt vội vàng tiến lên trước bái kiến lão gia tử cuối cùng ông cũng lộ mặt rồi gặp ông một cái còn khó hơn lên trời nữa mộ dung khanh nói khuôn mặt lão vương gia như gió xuân lão thất hà muốn gặp lão phu rất dễ thôi chỗ nào có chuyện vui thì chỗ đó có lão phu chuyện vui vậy hôm nay có chuyện vui gì đáng để lão nhân ra ông đến như vậy mộ dung khanh cười nói chuyện vui lớn, an nhiên lão vương ra quay đầu nhìn thương mai một cái, chuyện vui của người đó. Thương mai trợn ông ta một cái mắt trắng, chuyện này vốn định sau khi về phủ mình mới nói với hắn mà. Các người nói đi, ta đi vào trong thu dọn đồ đạc một chút. Thương mai nói xong liền quay người đi vào. Mộ dung khanh nhìn lão vương ra, chuyện vui của bổn vương. Bổn vương còn có chuyện vui gì chứ? Lão vương ra lắc lắc một ngón tay, hừ nói, tên tiểu tử nhà ngươi, giả vờ ngu ngốc à muốn né tránh một bữa tiệc đúng không nhỏ mọn nói xong cũng quay người đi vào trong mộ dung khanh quay đầu lại nhìn nghiêm vinh chuyện vui gì vậy nghiêm vinh cũng mờ mịt mấy ngày nay hắn luôn theo vương ra làm gì biết có chuyện vui gì chứ nghĩ nghĩ một hồi sau đó nghiêm túc nói có lẽ là vương phi cuối cùng cũng không phải hồ ly tinh nữa mộ dung khanh cũng nghĩ ngợi đây đúng là chuyện vui ít ra cũng có lý sau khi tiểu khuyên giúp thương mai thu dọn đồ đạc xong du ma ma dìu thương mai ra ngoài thương mai mỉm cười nói ma ma chân của ta không có bị tàn phế gì hết ta tự đi được mà bậc thềm cẩn thận bậc thềm đi đường đừng nói chuyện du ma ma rất lo lắng mà nói không phải bà ta lo lắng dư thừa mà là sức khỏe của vương phi trước giờ đều không tốt lại bị hạ dược qua nếu như không cẩn thận chút thì chuyện tốt này sẽ hừm hừm Mộ Dung Khanh thấy Du Ma Ma dịu thương Mai ra ngoài, liền cười nói: "Ma Ma, nàng ấy không có tôn quý như vậy đâu, để nàng ấy tự đi đi." Ma Ma còn tưởng An Nhiên lão vương gia đã nói với hắn rồi, liền xị mặt nói: "Vương gia nói lời này nô tỳ nghe không thích chút nào, sao lại không có tôn quý chứ? Cả đời của một nữ tử chỉ có mấy ngày tôn quý này thôi." Thương Mai liếc hắn một cái, "Sao? Chàng cảm thấy Ma Ma đối tốt với ta một chút thì không được à?" mộ dung khanh xin lượng thứ mà nói đâu có ý như vậy chứ chỉ là nhìn kỳ cục thôi thương mai hỏi chàng không có lời gì khác muốn nói với ta à mộ dung khanh tưởng cô nói đến chuyện của tôn phương nhi liền nói yên tâm tất cả đều đã sắp xếp xong rồi thương mai tưởng cái hắn nói là sắp xếp chuyện cho cả thai kỳ của cô không khỏi tán thưởng nhanh như vậy à phải khen mới được đó là đương nhiên mộ dung khanh dìu cô lên xe ngựa rất lâu không gặp thương mai rồi, hôm nay gặp lại, đương nhiên là vui mừng, dưới sự vui mừng, cũng học theo bộ dạng của mama cung kính mà nói, vương phi cẩn thận bước chân, đừng có để ngã đó. Thương mai liếc hắn một cái, cút. Mộ dung khanh cười cười lên xe ngựa, tiểu khuyên và mama thì ngồi ở chiếc xe khác. Trên đường về, mộ dung khanh hỏi, nàng không có nói với linh lợi về chuyện phụ thân của nàng ta sao? Thương mai lắc đầu, không có nói, nhưng hẳn là nàng ta cũng biết, tin tức của Tố Nguyệt Lâu nhanh nhạy, chỉ xem nàng ta có đồng ý về kết thúc tất cả mọi thứ hay không thôi. Mộ Dung Khanh nói, ừm, bây giờ cũng không quan trọng nữa, lúc đó bổn vương nghĩ, nếu như nàng nói với nàng ta rồi, nàng ta về làm loạn một phen, bổn vương phải thay đổi một chút sách lược. Tôn Phương Nhi bây giờ sắp xếp ở đâu? Đưa đi Hàn Sơn rồi, Mộ Dung Khanh nói. Làm thế nào mà cướp được người từ trong tay nghi quý phi vậy? Thương Mai tò mò mà hỏi. Mộ Dung Khanh đợi xe ngựa di chuyển, rồi nói với Thương Mai, Nghi Quý Phi đúng là rất cẩn thận, sau khi thay đổi người, bà ta không có lập tức đưa ra ngoài cung mà giữ lại ở Nghi Lan Cung. Hoàng thượng phong tỏa, tra soát toàn kinh thành, thậm chí đảo bới cả vương phủ, nhưng đâu có ngờ là người vẫn còn ở trong cung chứ. Tìm mấy ngày mà vẫn không tìm được, Hoàng thượng đương nhiên tâm tàn ý lạnh, sức tìm kiếm cũng giảm đi, liên tiếp đóng cửa thành mấy ngày, lòng người trong kinh thành hoang mang, không ai được ra vào thành, nộ khí của bá tánh cũng rất nặng, cho nên, lúc cửa thành bắt đầu giải tỏa, Nghi Quý Phi liền đưa Tôn Phương Nhi ra khỏi cung, mỗi ngày trong cung đều có xe đẩy đưa nước rửa chén ra ngoài, Nghi Quý Phi trói người ở bên dưới xe đẩy rồi đưa ra ngoài, chiếc xe đẩy không có chỗ nào để che, hơn nữa ngày nào cũng là người giống nhau. Cung vệ không có kiểm tra nghiêm ngặt, cứ như vậy, người được đưa ra ngoài, bên ngoài cung đương nhiên có người tiếp ứng, Nghi Quý Phi quả thực cũng rất thông minh, sau khi đưa người ra khỏi cung liền giấu ở gần chuồng heo, cửa thành vừa mở ra, chuồng heo phải đưa thịt heo ra khỏi thành đến một thôn nhỏ ở gần đó để bán. Cuối giờ sủ, bình thường, trời còn chưa sáng thì đã có một đống người đi ra ngoài, người buôn thịt heo có khoảng hơn 30 người, trong đó có học trò đi theo, Tôn Phương Nhi bị dịch dung. Đóng giả thành học trò, cứ như vậy mà đường đường chính chính theo mấy người đó ra khỏi thành, thủ vệ ở cửa thành tuy nghiêm ngặt, nhưng chỉ chuyên kiểm tra người qua lại mấy người mà hàng ngày đều đi qua, thì bình thường sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt, cứ như vậy, sau khi người ra khỏi thành thì bị người của bổn vương cứu đi. Thương Mai nghe quá trình thì cảm thấy rất đơn giản, nhưng chắc hẳn, con đường này có thể diễn ra rõ ràng như vậy, là không có dễ như thế. Người chịu trách nhiệm theo dõi là ai? Thương Mai hỏi. Lương Vương, Hoàng đế không có quá nhiều phòng bị đối với Lương Vương. Ừm, Thương Mai cười một cái, trong lòng hoàn toàn thả lỏng lúc về ta cảm tạ hắn ta đàng hoàng. Mộ Dung Khanh ôm lấy cô, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự an yên hiếm có. Thương Mai cũng yên tĩnh mà dựa đầu vào lồng ngực của hắn, qua một hồi, nói, hy vọng, hoàng đế có thể thật sự hiểu ra, đừng có dày vào gì nữa, chúng ta không có dã tâm, chỉ muốn sống thật tốt thôi. Mộ Dung Khanh vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô, yên tâm, huynh ấy sẽ bớt bớt lại thôi. Mộ Dung Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, Ánh sáng sắc bén nơi đáy mắt hiện lên. Hắn biết là sẽ không, nhưng hắn sẽ dùng mọi cách để ngăn cản. "Lần này ta đã đi Nam quốc." Mộ Dung Khanh chậm rãi nói, "Bên Nam quốc, tình hình tốt hơn ta dự tính một chút, bởi vì Tôn Phương Nhi có mạng lưới quan hệ nhất định, cho nên có thể ta sẽ đưa Tôn Phương Nhi về một lần, nếu như nàng ta có thể ở lại Nam quốc, tương trợ vị Nam Hoài Vương giả kia thì chúng ta sẽ rất nhanh nắm được cục diện." thương mai thực ra không hiểu là tại sao hắn lại làm như vậy cho lắm bởi vì cô cảm thấy nam quốc tuy có binh lực nhất định nhưng đều là do nam hoài vương phát triển hơn nữa số binh lực này căn bản không thể đối kháng với triều đình sau khi chàng khống chế nam quốc thì có dự định gì thương mai hỏi mộ dung khanh nắm lấy tay của cô nhìn vào đôi mắt cô nghiêm túc mà nói ta phải bố trí lại binh lực của ta không phải dùng để tiến công mà dùng để phòng ngự hửng Thương Mai càng không hiểu, phòng ngự, hoàng thượng không thể đánh đến Nam quốc, Nam quốc là do ông ta tận tay giao cho Việt Đông Vương. Chương 764, có gì mà bổn vương không biết. Mộ Dung Khanh nhìn vào trong mắt của cô, nói, không phải nàng luôn muốn rời khỏi nơi này sao? Nhưng, chàng có thể buông bỏ nơi này sao? Thương Mai biết hắn không buông bỏ được, bây giờ trên vai, trọng trách của hắn vẫn rất nặng nề nếu như huynh ấy thật sự ép ta đến bước đó thì hoặc là ta đi hoặc là ta phản nếu nàng là ta thì nàng sẽ chọn con đường nào phản chàng sẽ không làm được đi chàng có thể đi đến thương mai đột nhiên hiểu ra rồi chàng muốn đi đến nam quốc nếu như ông ta đuổi cùng giết tận thì chàng có thể lấy nam quốc làm căn cứ tuyển binh mua ngựa từ nam quốc dọc theo việt đông ta chỉ cần có đủ binh lực thì huynh ấy sẽ không dám hành động lỗ mãng cho dù huynh ấy có làm gì cũng sẽ không bùng nổ nội chiến lung tung mộ dung khanh nói thương mai nắm lại tay của hắn trong lòng tràn đầy cảm động cảm ơn chàng đã làm nhiều thứ cho ta như vậy hắn đồng ý vì cô mà rời khỏi kinh thành buông bỏ gánh nặng của mình cô đã rất vui rồi bây giờ càng vì cô mà muốn hai chữ an ổn lo trước lo sau bố trí nhiều thứ như vậy mộ dung khanh sủng nịch mà xoa xoa mái tóc của cô sau đó khẽ giọng thở dài nói ngốc nếu nói chỉ vì nàng thì cũng không hẳn có lẽ là bản thân ta cũng chán ngấy rồi, những ngày tháng không có ngừng nghỉ này khi nào mới kết thúc đây. Còn không bằng tự mình tìm nơi an tĩnh, rời khỏi kinh thành thật xa, không còn hỏi chuyện trong chiều nữa. Thương Mai biết nếu như hắn đã ra quyết định này thì chắc chắn đã sắp xếp xong chuyện sau này, hơn nữa cũng sẽ tranh thủ quyết định ứng cử viên thái tử, cho nên, ứng cử viên thái tử này, chỉ e sẽ là trận phong ba cuối cùng rồi. Ứng cử viên thái tử, chàng đã xác định là tam hoàng tử chưa? Thương Mai hỏi. Mộ Dung Khanh gật đầu, A Toàn và Tiểu Tam Tử đều là ứng cử viên rất thích hợp, nhưng A Toàn không chịu làm thái tử, nó tiêu diêu tự tại quen rồi, cho nên, chỉ còn lại Tiểu Tam Tử để chọn thôi. Ừm, Thương Mai không có nhiều ý kiến, đối với thế cục sau này của triều đình, cô chắc chắn là không nhìn xa bằng Mộ Dung Khanh rồi. Chỉ là, nghĩ tới lần này Mai Phi đã ra không ít sức trong việc cứu Tôn Phương Nhi và lật đổ nghi quý Phi, cô nói, Mai Phi nương nương lần này thật sự đã ra khỏi dự liệu của ta, vốn dĩ ta đã kêu Tôn Công công giúp đỡ một chút trong cung, không ngờ bà ta lại không cần, một mình cũng có thể giải quyết được, từ bố trí đến thực thi, bà ta không đi sai một bước nào, thật là giỏi. Phải, Mai Phi lần này cũng khiến ta rất bất ngờ, nhưng thực ra bà ta là ứng cử viên tốt nhất để đối phó với Nghi Quý phi, Nghi Quý phi căn bản không có phòng bị đối với bà ta, mà luôn xem thường bà ta, khinh địch thì ắt sẽ bại mộ dung khanh nói xong thì ngừng lại một hồi lần này mai phi cần phải xuất đầu thượng vị vị trí quý phi này bà ta rất hợp hơn nữa mẫu bằng tử quý tử dĩ mẫu quý nếu mai phi có thể ngồi lên vị trí quý phi thì tam nhi có thể trở thành thái tử hoàn toàn xứng đáng phải làm nhiều như vậy chính là muốn mai phi thượng vị về đến phủ du ma ma liền vội vàng dọn dẹp nệm quý phi bảo thương mai nằm xuống dặn dò xe ngựa có hơi rung lắc người phải nghỉ ngơi ít nhất một canh giờ mới được ngồi dậy. Thương Mai cười nói, không sao, ta không mệt. Người tuy là đại phu, nhưng mấy chuyện này nghe nô tỳ thì sẽ không có sai đâu. Ma Ma khuyên bảo, sau đó dặn Tiểu Khuyên đi chuẩn bị nước nóng, muốn rửa mặt lau tay gì đó cho Thương Mai. Thương Mai đặt chân xuống, dư quang nơi góc mắt của Ma Ma nhìn thấy, lập tức xị mặt nằm xuống. Ta phải đi, không được đi đâu hết. Ma ma vội vàng dìu cô lên, muốn làm gì thì nói với nô tỳ là được rồi, nô tỳ kêu người đi làm. Ta muốn đi tiểu tiện, thương mai bất lực mà nói. Ma ma ồ một tiếng, vậy được, nô tỳ lấy cái bô vào. Mộ Dung Khanh ở bên cạnh nhìn thấy mà há hốc mồm, chuyện gì vậy? Tiểu tiện mà cũng phải ở trên giường nữa. Thương Mai, có phải nàng không khỏe không? Không có, Thương Mai vội vàng ném đi một ánh mắt an ủi, để tránh lão thất tưởng bụng của cô không khỏe, nói với mama coi mama kìa, lo lắng thái quá, dọa phải vương ra rồi kìa. Mama như cũng cảm thấy mình có chút làm quá rồi, liền ngại ngùng nói, vậy được, nô tỳ đi với người. Thương Mai cũng lười phản đối, kể từ sau khi có thai, Mama đã trở nên lo lắng cực kỳ, lão thất cũng chả có lo lắng căng thẳng bằng bà ta nữa. Nhưng, nam nhân đối với mấy chuyện này, bình thường đều cầu thả qua loa. Đặc biệt là loại chiến tướng như lão thất, có gì mà chả nhìn thấy ở xa trường qua. Hơn nữa cũng biết trước đây cô là đặc công, không đến nỗi mang thai phải cẩn thận dè dặt đến như vậy. Cô rất thích thái độ của lão thất, chỉ ít, lão thất không có tạo áp lực cho cô. Đối với mama và tiểu khuyên, cô thật sự là quá áp lực rồi, chỉ sợ mình xảy ra chút sơ xảy gì đó thì hai người này sẽ sụp đổ mất. Mộ Dung khanh nhìn ma ma dìu thương mai ra ngoài, hắn hoài nghi mà nhìn nghiêm vinh, Mama này sao lại đối đãi với vương phi như bảo bối thế nghiêm vinh nói bà ấy luôn coi vương phi như bảo bối mà mộ dung khanh nghĩ nghĩ cũng đúng nhưng hắn cứ cảm thấy có chút không đúng a à. tiểu khuyên đem nước nóng tới hắn hỏi tiểu khuyên sức khỏe vương phi gần đây thế nào tiểu khuyên đặt chậu nước lên trên bàn nói hồi vương ra vương phi gần đây vẫn khỏe ăn ngon ngủ ngon một ngày ăn bốn bữa một hơi có thể ăn hết năm cái màn thầu Mộ Dung Khanh lúc này mới yên tâm, nhưng vẫn không khỏi ai oán, vậy sao ma ma lại lo lắng như vậy chứ? Hại bổn vương tưởng vương phi bị gì nữa chứ? Tiểu Khuyên cười phụt một tiếng, ma ma là người hay lo mà, vương gia đừng lo lắng, có chuyện gì, không phải còn an nhiên lão vương gia sao? Nghiêm Vinh nói, lần này an nhiên lão vương gia chuyên môn đến vì vương phi sao? Trước đây bị nghi quý phi hạ dược, thật đúng là nguy hiểm mà. Chứ gì nữa, bây giờ nghĩ lại mà còn run bần bật đây này, tiểu khuyên nói. Mộ dung khanh nhíu mày, loại chuyện này, sau này nhất định không được để xảy ra nữa. Thương mai đi tiểu tiện về, lại bị ma ma đuổi lên giường quý phi. Nàng nghỉ ngơi chút đi, ta đến chỗ nhị ca một chuyến. Mộ dung khanh nói. Thương mai ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, chuyện của mẫu thân có nói với nhị ca chưa? Bảo huynh ấy đừng hành động lỗ máng, tình hình cụ thể đợi ta vào cung gặp mai phi nương nương rồi nói ta đây chính là đi an ủi huynh ấy đây, nếu như không an ủi, thì huynh ấy đã đưa người vào cung từ lâu rồi. Mộ Dung Khanh nói, thương mai ừm một tiếng, vậy chàng đi đi, đi sớm về sớm. Vậy ta đi đây, mộ Dung Khanh hôn một cái lên chán cô, sau đó lại ôm lấy cô, nhưng không muốn ra ngoài nữa, muốn ở cùng nàng. Làm xong chính sự rồi, tối nay ta đợi chàng cùng ăn khuya. Thương Mai cười nói, bây giờ một ngày cô ăn bốn bữa, buổi tối cũng phải ăn thực ra biết là nên kiềm chế một chút nhưng mà đói đôi mắt mộ dung khanh chợt sáng lên cười he he một tiếng được tối nay ăn khuya ăn khuya mà hắn nói không giống như cái cô nói mà hắn tưởng cái thương mai nói như cái hắn đang nghĩ thương mai đọc sách một hồi liền cảm thấy buồn ngủ ma ma lấy một tấm chăn mỏng cho cô bảo cô ngủ mau ngủ đi tối nay làm đồ ăn người thích ăn ma ma nhẹ giọng nói Thương Mai gối chiếc gối mềm, nhìn Mama, thoải mái mà nói, Mama, có người ở bên cạnh ta, ta thật hạnh phúc. Tuy nói cô cũng có tình cảm với Liên Thúy Ngữ, nhưng bà ta không có thường ở bên cạnh cô, phần tình cảm này ngược lại không sâu đậm bằng Mama. Mama mỉm cười đến góc mắt cũng nhân lại, ánh sáng lệ lập lè, vương phi ngốc của ta. chương 765, ta sắp làm cha rồi. Thương Mai ngủ khoảng nửa canh giờ, Mama liền gọi cô dậy ăn cơm ăn xong, đi dạo trong sân một lát, sau khi tiêu thực, liền tắm rửa, đợi lão thất một chút, còn chưa thấy hắn quay lại, cô đã bắt đầu buồn ngủ, liền muốn ngủ trước một lát, đợi hắn quay lại rồi lại ăn khuya. Không biết ngủ bao lâu thì cảm thấy có người vuốt ve mặt mình, cô mở mắt, nhập nhèm nhìn, thấy một đôi mắt đen sẫm đang lặng lẽ nhìn mình. Cô cười cười, dán mặt vào lòng bàn tay hắn, về rồi à. Ta xin lỗi, uống chút rượu cùng nhị ca, nhất thời trễ nãi thời gian mộ dung khanh khẽ nói không sao thương mai ôm chăn ngồi dậy hỏi hắn thế nào rồi mộ dung khanh ngồi xuống thở dài xem như tạm thời yên ổn rồi nhưng mà chuyện này kéo dài càng lâu thì càng nguy hiểm không nói nhị ca có thể khắc chế được hay không nhạc mẫu cũng sợ sẽ nguy hiểm ngày mai ta muốn vào cung một chuyến nghĩ cách đưa thuốc đã điều phối cho mai phi nương nương thương mai nói ừ nhưng cần mai phi nhắm chúng thời cơ mới tiện ra tay Hoàng thượng bây giờ, nếu phát hiện hành động của Mai Phi, thì sẽ liên tưởng tới chuyện của nghi quý Phi, rất nguy hiểm. Mộ Dung Khanh nhắc nhở. Thương Mai cảm thấy cũng đúng, ngẫm nghĩ một lát, cô nói, nếu không thì lúc ta đến Hi Vi Cung lại giải cổ cho mẫu thân đi. Hoàng thượng dừng chuyện Hồ Ly Tinh, đính chính cho cô, chính là vẫn muốn lợi dụng y thuật của cô để trị bệnh cho hắn, sau này, thời gian cô ra vào Hi Vi Cung sẽ nhiều hơn. Chỉ là, an thân vương phải có thể nhẫn nại mới tốt chàng gần đây thật sự phải canh chừng nhị ca, đừng để hắn trúng kế. Thương Mai lại dặn dò. Thực ra bản thân hắn cũng biết, đây là cục, nhưng mà, trên chữ tình, lý trí đều vô dụng. Bữa khuya của Thương Mai còn chưa ăn, nhưng bữa khuya của mộ dung khanh thì đã ăn rồi. Thương Mai mệt mỏi eo nhức lưng đau, cô cảnh cáo chính mình, sau này không được buông thả nữa. Vì mệt mỏi, cô ngủ rất sâu. Cho tới khi bên tai truyền tới tiếng gọi long trời lở đất của mama, cô mới chậm rãi mở mắt. Mama không phải gọi cô, mà là gọi mộ dung khanh. Mộ dung khanh dậy sớm, mở cửa gọi người vào hầu hạ. Ma ma cáo già này, vừa nhìn liền biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, lửa liền bùng lên, cũng không quan tâm mạo phạm, hết gọi mộ dung khanh dậy, vương ra, sao người có thể không tiết chế như vậy. Bây giờ thân thể vương phi không thể so với trước đây nữa, đây chính là không nhịn được cũng phải nhịn, nếu làm vương phi bị thương thì phải làm sao. Mộ Dung Khanh lập tức trầm mặt, lạnh lùng nói, từ lúc nào mà chuyện của bản vương và vương phi, ma ma cũng muốn quản. Thương Mai thấy lão thất tức giận, vội tới hòa giải, nói với ma ma, ma ma, không sao, ta là đại phu, ta biết cân nhắc. Mặc dù ma ma bị Mộ Dung Khanh trách móc, nhưng lại không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào hắn nói, trước đây nô tỳ không quản, nhưng bây giờ không giống vậy, đây là an nhiên lão vương ra chăm giận nhìn dò, ba tháng đầu là tuyệt đối không thể, nếu vương gia thật sự thương tiếc vương phi, thương tiếc Hải Nhi trong bụng vương phi thì nên khống chế bản thân mới được." Mộ Dung Khanh vừa lấy một bộ y phục, nghe thấy lời này, trợn tròn mắt nhìn sang mama, người nói hài tử gì?" Mama vốn cho rằng hắn mở to mắt là muốn nổi giận, đã làm xong tư thế ứng phó, bỗng nghe thấy câu hỏi như vậy, bà ta sững sốt, sau đó quay đầu nhìn Thương Mai, "Có chút vỡ lẽ vương phi, người chưa nói với vương ra sao?" thương mai cũng sững sờ lão vương ra nói rồi mà nói cái gì mộ dung khanh hét lên dọa thương mai sợ run rẩy ma ma liền tức giận nói vương ra hung dữ gì chứ vương phi mang thai rồi chuyện này người không biết sao ai biết chứ ai nói với ta đâu mộ dung khanh nổi giận đùng đùng từ hôm qua tới nay vẫn chưa ai nói với hắn thương mai dở khóc dở cười hôm qua không phải lão vương ra nói với chàng rồi sao không có ông ấy nào nói gì mộ dung khanh ngẫm nghĩ một lát a à, chuyện vui mà ông ấy nói chính là chuyện nàng hoài thai thương mai cười nói ta cho rằng ông ấy nói rồi cho nên ta không nhắc tới nữa đôi mắt mở to của mộ dung khanh bỗng tròn hơn rất tròn tất cả hung ác như thoáng chốc thu lại khuôn mặt cũng trở nên chân thành từ từ ánh mắt hắn rời tới bụng thương mai mắt hắn càng mở to hơn tròn hơn tròn như bong bóng thật quá thần kỳ hai tử của hắn, hai tử của hắn và thương mai, đang ở trong bụng nàng. Hắn bỗng nghiêm túc nhận sai với mama, mama, người nói đúng, là bản vương không cân nhắc, không có năng lực tự khống chế, người mắng đúng, sau này, vẫn nên mắng. Mama cười ngặt nghẽo, ai nghĩ tới vương ra lại không biết mình đã làm phụ thân chứ. Mộ Dung khanh đi tới, không người đỡ thương mai, đừng xuống giường sớm như vậy, tiếp tục ngủ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? đói rồi sao muốn ăn gì thương mai nói ta muốn thức dậy hôm nay phải vào cung chàng quên rồi sao không cho phép đi nơi nào cũng không cho đi mộ dung khanh cự tuyệt còn nữa hắn phải suy nghĩ thật kỹ những người nào không thể tới đám loan loan liều lĩnh này là tuyệt đối không thể gặp nhìn nàng ta như vậy hở chút là nhảy nhót lung tung dễ đụng vào thương mai còn nữa linh lợi cũng phải cách xa một chút linh lợi sát khí nặng ảnh hưởng không tốt tới thai nhi Nghiêm Vinh cũng không được, Nghiêm Vinh cứ thích tức giận, đứa bé ở trong cơ thể mẫu thân cứ nhìn thấy người thế này thì sau này cũng sẽ trở thành đứa bé thích làm loạn. Tần Châu là tuyệt đối không thể qua lại, người này tâm tư nặng, dễ ngấp nghé hài tử. Hắn lệnh cho Mama, sau này hễ là những người này thì đều phải đuổi ra ngoài. Thương Mai không vui nói, Nghiêm Vinh mỗi ngày đều ở đây, sao có thể không nhìn thấy. Hơn nữa, hắn nào có dễ nổi giận, hắn là lo lắng mà hỏi nhiều hơn, còn nữa, Loan Loan chỉ muốn hoạt bát nhảy nhót cũng không được sao, nàng lại đang mang thai, về phần linh lợi, nếu nàng không ở cạnh ta thì ai bảo vệ ta? Chàng có thể đảm bảo mỗi ngày 12 canh giờ đều theo bên cạnh ta sao? Mộ Dung Khanh có chút nghẹn, mà ma cười không nhịn được, trong lòng vui vẻ, hôm qua thấy thái độ vương gia lạnh nhạt như vậy, bà ta còn suy nghĩ linh tinh một chút, cảm thấy vương gia không xem trọng vương phi, thì ra, hắn là vì không biết. Vậy sau này nàng ta tới nàng phải giữ khoảng cách nhất định với nàng ta nhưng mà hôm nay ta phải vào cung thương mai nói mộ dung khanh giọng điệu không chút thương lượng không được không được đi đâu cả ba tháng đầu ba tháng giữa ba tháng cuối nơi nào cũng không thể đi hắn từng nghe nói mang thai quan trọng nhất chính là ba tháng đầu ba tháng giữa ba tháng cuối nghĩa là chín tháng đều rất quan trọng audio điện tử võ tấn bền khét tập 51